Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin kết tuần để cùng định lượng lại toàn bộ cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài cái góc nhìn để chúng ta đi phân tích, nhận định cái xu thế của VN-Index tuần từ ngày 16 đến ngày 20, tức là tuần thứ 3 của tháng 12. Và sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm và theo dõi. Thế thì trong cái bản tin gần nhất của chúng ta ở đây đó là bản tin video số 82, tức là bản tin phân tích và định lượng thị trường tuần 9 đến 13. Thì trong đó thì Hùng Lê cũng có tập trung phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu của chúng ta, đặc biệt là mã cổ phiếu ngân hàng, ngành thép và sau đó thì mã cổ phiếu đầu cơ. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì hàng cổ phiếu đầu cơ nó tăng cũng khá là mạnh và khá là ấn tượng. Và sau đó thì cũng có đề cập đến việc là VN-Index của chúng ta có thể có một cái biên tích lũy ở đây. Đây tức là nó sẽ có những cái sự quang quật ở đây. Đây Hùng đã vẽ rồi, tức là nó nhúi xuống này. Đó, xong rồi nó lại hồi lên này, xong rồi nó nhúi xuống, tức là trong cái quá trình mà VN-Index của chúng ta tạo nền thì sẽ có những cái hiện tượng như vậy. Và cái vùng hỗ trợ của chúng ta ở đây hiện tại đang là vùng 950 điểm, thì thị trường đang phản ứng khá là tốt ở vùng 950 điểm. Và sâu hơn, ở một cái kịch bản sâu hơn thì chúng ta cũng phải lường trước được một cái sự việc, tức là thị trường có thể đánh xuống vùng 940. Tại sao chúng ta lại phải đưa cái kịch bản của vùng 940 vào? Bởi vì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là hợp đồng phái sinh của tháng. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là tuần tới sẽ là tuần mà ngày thứ 5 của tuần thứ 3 thì hợp đồng phái sinh của chúng ta sẽ các anh chị chờ đánh dấu lại cái ngày mùng 6. Ngày mùng 6 là ngày kết. Đây là ngày kiểm tra lại xem nhé. Đúng rồi, đây ngày mùng 6, tức là khi đó Hùng ra bản tin video số 82. Thì lúc đó là phái sinh của chúng ta đang có một phiên test, tức là sau một phiên kéo mạnh lên thì đang có một phiên test. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là đó, cái kịch bản mà phái sinh bị đạp xuống, tức là rất may là đây các anh chị nhìn thấy không ạ, đây cái điểm này, tức là phái sinh trong tuần đã có lúc đạp về 870. Và liên tục ở trên nhóm Zalo thì Hùng Lê liên tục cập nhật những cái định vị, những cái định vị của thị trường. Đấy, những cái định vị của thị trường thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng một điều là khi mà phái sinh có những cái nhịp đạp như thế này, đó, có những nhịp đạp xuống như này thì như vậy nó sẽ gây áp lực lên thị trường cơ sở và tất cả các mã cổ phiếu. Và chúng ta cũng thể thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì đã có những cái điểm, đây là những cái điểm này Hùng đã vẽ sẵn ở tuần trước để chúng ta lường trước được những cái bản là VN-Index có thể nhúi xuống kéo lên và sau đó lại nhúi xuống kéo lên, tức là cái quá trình hình thành nền ở đây nó cần thời gian chứ không phải ngày 1 ngày 2. Về cơ bản, về tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích chi tiết hơn, nhưng mà trong tuần vừa rồi thì cái tín hiệu tạo nền của VN-Index khá là tích cực. Vì sao nó lại khá là tích cực? Bởi vì một số các cái tín hiệu của các cái nhóm ngành, các cái trụ thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng đã khá là ok. Còn về nhìn trên tổng quan thì chúng ta cũng thấy rằng là chứng khoán Mỹ thì chỉ số Dow Jones đã có những cái sự phục hồi rất là tốt. Sau khi đạt cái đỉnh cao của mọi thời đại thì bây giờ là Dow Jones lại tiếp tục lấy lại mốc 28.000. Chỉ số Nikkei 25 thì cũng như vậy, đang trên đà tăng. Người anh em cũng đã gần đạt đến đỉnh ở đây rồi. Chỉ số C2 cũng như vậy, C2 cũng đã có những cái bước tăng khá là tốt. Tất nhiên là chưa đạt được lại cái đỉnh cao nhất của nó ở đây, nhưng mà cơ bản là đã có một cái trạng thái hồi phục ở trong cái tuần vừa rồi. Chính vì vậy nên là chỉ số của chúng ta, đúng không? Chỉ số của chúng ta cũng đã có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích để định lượng lại thị trường. Mình sẽ kéo lại đây. Đầu tiên thì chúng ta cùng đi họ nhà VIC. Thì bản thân đối với VIC ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là cái vùng 115 thì tạo lập đang đánh đi ngang. Đây một cái vùng đi ngang của VIC, thì đối với cổ phiếu VIC thì Hùng chỉ kỳ vọng là VIC không bị gãy sâu, và có thể gãy sâu hơn thì có thể VIC sẽ chạm lại về vùng 112 đây. Tức là VIC đang có hai cái vùng ở đây, thì hiện tại là trong hai tuần vừa rồi thì gần như VIC đang có những cây nến doji, tức là có thể trong phiên là đạp xuống và sau đó cuối phiên thì lại kéo lên. Thì cũng chỉ kỳ vọng là VIC sẽ nằm ở trong cái biên 115 đến biên 125, coi như để coi như là cũng có thể có một cái mức tăng, nhưng mà mức tăng không mạnh, để ủng hộ cái xu thế của thị trường đó. Chứ còn nếu mà VIC mà gãy thì rất là tồi tệ luôn. Còn điểm mua của VIC thì chúng ta cũng chưa có những cái điểm mua. Ở VinHome thì trong 2 tuần vừa qua là VinHome đang neo ở cái vùng giá ở đây, các anh chị xem ở đây, đây vùng giá 90 rất là tốt. Tuy nhiên cây nến kết tuần thì VinHome đã có một cái sự một cái nến giảm tương đối xấu, tuy nhiên là rất may là khối lượng thì nó cũng không có nhiều, tức là có thể là cái trường hợp này, tức là cái lực đỡ của tạo lập ở cuối phiên nó không có, nên dẫn đến một việc là VinHome bị rơi. Ở VinHome bị rơi thì VinHome đã rơi chạm vùng, đây là vùng 89, tức là VinHome có hai vùng hỗ trợ ngắn ở đây 89 đến 90, tức là trong cái biên này, và thậm chí là có một cái phiên ở đây là VinHome đã đạp lệch về. Đây là gần như vùng 88 đi. Đó, có một phiên đạp về vùng 88, sau đó kéo chân lên. Thì xu thế hiện tại của đây các cái mũi tên hình xuống đây, tức là các cái mũi tên hình xuống này là qua các cái tuần Hùng Lê phân tích. Đó, qua các tuần Hùng Lê phân tích thì chúng ta có thể thấy rằng là có thể là nhìn thấy cái xu thế chủ đạo của VinHome vẫn đang là một xu thế giảm giá. Và với một cái kịch bản hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy rằng là dòng tiền thì đang bị cắm đầu xuống, và các cái chỉ báo kỹ thuật tương đối xấu của VinHome thì VinHome sẽ còn một cái mốc hỗ trợ cuối cùng ở đây. Tức là sang tuần với một cái kịch bản như thế này thì VinHome sẽ chạm lại vùng 88. Nếu như VinHome gãy vùng 88, các anh chị lưu ý, nếu VinHome gãy vùng 88 thì cái kịch bản xấu hơn của VinHome sẽ xảy ra, tức là khi vùng 88 nó bị phá vỡ thì như vậy là VinHome sẽ có một cái cú đánh ở đấy tiếp, và cái cú đánh này thì nó sẽ rất là mạnh. Và việc nếu kịch bản này xảy ra thì chúng ta cũng phải tiên lượng, nó phải liên hệ với cả cái hợp đồng phái sinh nữa. Tức là ở phiên ngày thứ 5 kết phiên của cái hợp đồng và kết thúc hợp đồng phái sinh của tháng thì chúng ta sẽ theo dõi các cái tín hiệu của đội tạo lập. Đấy, rất là quan trọng các tín hiệu của đội tạo lập, và hiện tại thì đã có những cái thông tin bên lề về cái đội tạo lập họ sẽ làm như thế nào. Xu thế nào là xu thế chủ đạo. Đối với VRE thì cũng như vậy, VRE thì phiên kết tuần rất là xấu, khi mà có một cây nến đỏ sọc từ vùng 35 và đạp về đúng vùng 34, vùng 33.5. Vùng 33.5 là một cái vùng hỗ trợ của VRE, thì bản thân là VRE thì cũng đã có những cái phân tích và định lượng cho các anh chị ở những vùng giá 33.5. Sau đó thì có thể là sẽ có ở một vùng giá 32.5, và cái vùng cuối cùng của chúng ta có thể gom ở vùng 31. Thì bản thân là VRE thì chúng ta sẽ không thể là trong cái giai đoạn hiện tại VRE đang có xu thế, tức là đang có xu thế chuyển mình sang một cái kênh xu thế trung và dài hạn các anh chị nhé. Thì cái quá trình chuyển mình giống như Hòa Phát, giống như Hoa Sen hoặc giống như Nam Kim, cũng đấy là phân tích, tức là nó cần thời gian, chứ không phải ngày 1 ngày 2 nó chuyển mình đâu. Chính vì nó cần thời gian nên chúng ta không vội vàng, thì chúng ta phải đua theo những cái giá xanh, và chúng ta sẽ canh những cái giá nó mang những cái giá mà tính chất, ví dụ như về đến 33.5 chúng ta mua một tí này. Đó, cổ phiếu có thể nó sẽ đạp về vùng 30 đây 32.5 chúng ta mua, và chúng ta gom tích lũy dần cổ phiếu trong một cái quá trình mua gom, bởi vì bản chất là đội lái và đội tạo lập. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi mà tạo lập đánh lên thì tạo lập đã có những cái sự gom ở bên kia rồi thì tạo lập mới đánh lên, và người ta gom đủ một cái lượng hàng nào đó để người ta đánh lên một cái điểm A, và sau đó thì người ta sẽ ra hàng. Đó thì cái cách thức nó là như vậy, nên là chúng ta cũng không phải vội vàng gì cả. Đó thì chúng ta lưu ý như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk thì trong cái giai đoạn hiện tại là Vinamilk đã rơi, gần như là rơi về chạm với vùng 116 là cái vùng hỗ trợ. Tuy nhiên với cái góc nhìn và quan điểm của Hùng Lê thì khả năng là Vinamilk sẽ chưa thể trụ lại được ở vùng này, và cái vùng mà nó rơi về nó khả năng là sâu hơn ở đây là đây chúng ta đã để sẵn ở đây rồi. Đấy là vùng 110. Khả năng là sẽ rơi về vùng 110 như thế này thì nó sẽ là ổn hơn. Tuy nhiên để rơi về vùng 110 thì chúng ta sẽ quan sát cái điểm ở 116 đây. Nếu như điểm 116 này mà Vinamilk không bị gãy, điểm 116 thì có thể Vinamilk sẽ lình trình tích lũy đi ngang ở đây, tích lũy đi ngang ở khoảng một vài phiên. Thậm chí là dài hơn, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì nó đang có tín hiệu chớm hồi của đường MACD và một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn khác. Và hơn thế nữa thì Vinamilk gặp lại cái vùng hỗ trợ cũ, nên là có thể là những cái phiên này đang là những cái phiên mà lình xình và những cái phiên mà đạt gọi là chuyển mình. Còn lúc nào nó chuyển mình thực sự, thì đây là những cái lúc mà nó chuyển mình thực sự để nó đi về những cái nhịp đi lên, thì khi đó thì Hùng Lê sẽ có những phân tích và khuyến nghị dành cho các anh chị. SHB, bản thân về SHB thì gần như chúng ta không có những cơ hội đầu tư, đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy đây, thanh khoản thì nó thấp và nó mang cái tính tạo lập và tính điều tiết thị trường chung thì nó nhiều hơn. Thì về các bản là SHB thì đây, cái vùng hỗ trợ 230 này thì không bị gãy, chưa bị gãy, hiện tại là chưa bị gãy. Tuy nhiên là những cái nhịp đánh lình trình ở đây thì với cái việc là đáo hạn hợp đồng phái sinh thì cũng có thể là SHB sẽ chạm về vùng 220. Và về đến vùng 220 này thì chúng ta sẽ quan sát các yếu tố tạo lập và có thể về đến vùng này thì chúng ta mới tham gia. Về đến vùng 220. Từ lúc Thái Bạch thâu tóm SHB thì gần như SHB cũng không có nhiều cái cơ hội để mà bươn mình. Đó, chỉ có những cái vùng đi ngang này thôi, và vùng 220 mà bị phá tiếp thì sẽ là vùng 200. Về cơ bản thì khi nào cổ phiếu tạo nền, khi nào cổ phiếu có những cái nhịp tích lũy đánh lên thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng và sẽ khuyến nghị cho tất cả những anh chị em trên team Zalo của Hùng Lê. Thì tí nữa sau đó thì Hùng sẽ đi nói chi tiết hơn về cái việc này. VDC và BVH thì VDC là một trong những mã cổ phiếu về trụ mà Hùng Lê có đánh giá rằng là ông này ông đang là tốt nhất. Và vì sao tốt nhất thì Hùng đã liên tục phân tích cập nhật cho các anh chị rồi. Đấy là cái vùng định lượng 142 này nó không bị phá vỡ, và hiện tại thì VDC đã một lần nữa lấy lại cái vùng 145, tức là cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây. Và cái dòng tiền thì nó đang hơi yếu, cũng có thể là tạo lập đang muốn đánh vượt vùng 145, tuy nhiên là thị trường thì nó chưa thực sự là ổn định, dẫn đến cái việc là có thể nó sẽ lình xình ở quanh đây. Tuy nhiên cái biên 142 này rất là quan trọng. 142 chưa gãy thì các anh chị đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ yên tâm nắm giữ để chúng ta chờ có thể chốt được ở target 150 hoặc là 155. Các cái điểm mua mới hiện tại chúng ta không khuyến nghị đối với VDC nữa. Bảo Việt thì đã có một cái hành trình giảm giá tương đối là khốc liệt, và nếu mà bây giờ chúng ta nhìn ở trên một cái tổng thể của Bảo Việt thì chúng ta thấy rằng là gần như Bảo Việt cũng đã bước vào một cái kênh xu thế giảm giá trong dài hạn rồi. Những cái điểm hồi phục kỹ thuật ở đây, đây chính là những cái điểm hồi phục kỹ thuật. Khi chạm đến 65 thì có thể hồi phục kỹ thuật, và cái hồi phục max là có thể chạm đến vùng 70, và sau đó thì với cái góc nhìn và với quan điểm của ông Lê, có thể đúng hoặc có thể sai, thì Bảo Việt sẽ tiếp tục giảm, tức là hồi mắc chạm 70 và sau đó thì lại tiếp tục một trend giảm, thì giảm xong thì có thể nó sẽ phá đáy 65 này, thì nó có thể về vùng 60 trước đã. Về vùng 60 trước, ví dụ như vậy. Về vùng 60 thì ở đây nó sẽ có một cái nhịp hồi phục nhẹ nhẹ lên đây. Đó, nhẹ nhẹ giống như khi nó chạm 65 và nó lại đi tiếp như vậy. Và cái đích đến của Bảo Việt khả năng là sẽ chạm với vùng 55 là cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu, thì như thế nó sẽ là hợp lý, bởi vì bản thân là Bảo Việt đã bị rơi về một cái kênh xu thế, trong cái kênh xu thế giảm giá. Chúng ta cùng phân tích Masan và các cái mã cổ phiếu của họ, dầu khí. Masan thì ngay từ những cái thời điểm mà nếu như những anh chị nào mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê, tức là khi Masan ở trên cái vùng này các anh chị, trên vùng 85 86 này, tức là khi đó thì Hùng Lê đã phân tích một cái sóng giảm của Masan và các cái điểm sóng giảm sẽ chạm về đâu đó vùng 74. Từ 74 thì hồi phục lên và sau đó thì gần như là gãy vùng 74, thì Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị của chúng ta tất toán và ngay lập tức là rời khỏi mã cổ phiếu Masan, và từ vùng 74 thì Masan đã bị gãy. Thì trong cái quá trình gãy thì Hùng Lê có những cái nhịp phân tích đầu tiên là gãy về vùng bao nhiêu 60, và sau đó thì cái vùng hứng ở đây, thì Hùng đánh giá rằng khả năng Masan sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 55, và trong tuần vừa rồi thì Masan cũng đã chạm 55. Đó, anh chị thấy chưa? Tức là khi cổ phiếu nó giảm giá thì các anh chị, có một số anh chị có hỏi Hùng Lê là có bắt không? Đó, thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Nó không đi đâu mà vội cả, và ở cái vùng 55 này thì chưa chắc các anh chị nhé, chưa chắc Masan đã đến thời điểm hiện tại thì Hùng có đánh giá rằng là Masan chưa chắc đã trụ lại được ở vùng 55. Đấy, và nếu như sang tuần tới Masan tiếp tục bị gãy vùng 55 thì xin thưa với các anh chị là Masan sẽ đi về nơi rất là xa. Chúng ta lại hứng tiếp ở vùng này. Đó, chúng ta hứng là để chúng ta đưa ra cái kịch bản là cổ phiếu có thể chỉnh giảm ở đây chứ không phải là hứng để chúng ta mua. Và rất có thể là ở đây lại tiếp tục một cái nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, tức là nó đạp lên một, kéo lên một tí đúng không ạ? Kéo lên đây thì kéo lên thì maximum nó sẽ chạm được vùng 60. Trong nhịp kéo max này nó sẽ chạm được vùng 60 và sau đó thì lại tiếp tục một cái cây nến đổ đèo nữa và sẽ đổ về vùng 40 đến vùng 45. Đấy, thì trong một cái quá trình mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu bị gãy kỹ thuật thì nó đi rất là kinh khủng đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu GAS, họ dầu khí. Thì đối với GAS là trong cái giai đoạn trước, trong giai đoạn ở đây thì Hùng Lê đã có đánh giá và định lượng GAS ở cái vùng tạo lập của GAS đây. Cái vùng tạo lập của GAS là vùng 95 đến vùng 97 là GAS tạo lập từ một vùng rất là dài. Và vì sao lại tạo lập dài như vậy, để làm gì, thì Hùng đang tiên lượng một cái kênh xu thế là GAS có thể đánh vượt thoát vùng 110, vượt thoát vùng 110 để đi về một cái sóng nó dài hơi hơn. Tuy nhiên là ở cái nhịp này thì gấp phải một cái thị trường xấu và GAS cũng đã chỉnh giảm theo thị trường. Và hiện tại thì GAS lại tiếp tục tạo lập, tức là GAS lại tiếp tục tạo lập ở trên cái nền 97, trên cái nền 97, thậm chí là có thể sẽ có những cây nến đây, cái kiểu như này, sẽ có những cây nến đạp sâu về vùng 95 và sau đó thì lại hút lên. Thì về cơ bản đối với GAS là chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là vẫn kỳ vọng một cái kênh xu thế, tức là GAS vẫn có một cái kênh xu thế, ở một cái kênh xu thế chung và dài hạn, và có thể đây cũng là những cái nhịp mà nó rũ theo thị trường thôi. Và chúng ta quan sát, nếu như trường hợp mà GAS bị gãy nền 95 thì ok, chúng ta chấp nhận đấy là tư duy của chúng ta bị sai. Sai bởi vì là khi GAS đã gãy 95 rồi thì cái cơ hội mà để GAS mà đi là nó sẽ rất là khó. Nó rất là khó, nó cần thời gian. Nhưng trường hợp mà GAS vẫn chưa gãy 95 và vẫn rút chân lên ở đây trên một cây nến tuần không bị gãy nền 95 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục quan sát GAS ở những cái nhịp đầu tư tiếp theo. PVD thì về cơ bản là vẫn một cái quan điểm là PVD đang chạy dài ở trên một cái sóng giảm. Những nhịp hồi phục kỹ thuật này thì những anh chị nào mà chúng ta có hàng chúng ta ra, chúng ta sẽ không mua PVD. Và mục tiêu thì PVD sẽ chạm về cái vùng thấp thấp ở dưới này, thì khi đó chúng ta sẽ nói chuyện đến câu chuyện về PVD, tức là nói được câu chuyện mua bán đúng không ạ? PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây chỉ là những nhịp hồi phục kỹ thuật trên quan điểm của Hùng Lê, và có thể hồi mắc thì nó có thể chạm lại được đây này. Nó sẽ chạm lại được đúng cái vùng mũi tên Hùng vẽ đây. Đó, hồi mắc thì nó có thể chạm về được đến đây, tức là khoảng vùng 18.5, và sau đó thì vẫn là một cái kênh xu thế mà với góc nhìn của Hùng Lê thì nó sẽ vẫn tiếp tục giảm để đi về được về những cái vùng tích lũy thấp hơn, nó sẽ hợp lý hơn. PLX thì đấy, sau những cái chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà cổ phiếu rơi thì nó cũng ở đây nó có những cái nhịp hồi phục này, hồi phục mang tính kỹ thuật này. Đó, những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở khi mà chạm về cái vùng 56 đến 56.5 và sau đó thì cổ phiếu lại rơi. Và với những cái góc nhìn hiện tại và với những cái đường đi hiện tại thì PLX sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu. PLX sẽ tiếp tục tích lũy và khả năng là PLX sẽ đổ lại về cái vùng nền ở đây. Sẽ khả năng cao là sẽ đổ lại cái vùng nền này, tức là vùng nền này là vùng nền 52 cho đến 51. Đó, khả năng là sẽ đổ lại cái vùng tích lũy này, thì khi đó khi về đến cái vùng này thì khả năng là mới đủ năng lượng, đủ thời gian để tích lũy lại được và hình thành lại một cái xu thế ở bên này, thì chúng ta sẽ chờ. Chúng ta cùng đánh giá qua một số các cái mã của ngân hàng Vietcombank. Bản thân mã cổ phiếu ngân hàng Vietcombank thì đây các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước của Hùng Lê. Khi đó thì Hùng Lê có đánh giá rằng là Vietcombank có thể đánh chạm lại vùng 80 đến vùng 82. Đây là cái biên của nó. Thì tuần trước thì bản thân Vietcombank đã chạm về vùng 82, dưới 82 một tí, và sau đó thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng là có thể có những cái cây sau những cây doji như thế này thì sẽ có những cây nến ngồi đây, cây nến xanh xanh như này, đồng vẽ từ tuần trước đây này. Cây nến ngồi xanh đây thì trong tuần thì Vietcombank cũng đã có một cây nến ngồi xanh như thế này, vượt thoát lên trên cái nền gọi là cái nền ở đây, và sau đó thì hiện tại thì Vietcombank đã chạm lại cái vùng ở đây là vùng kháng cự mạnh ở đây là khoảng vùng 88 88 thì cái kịch bản của Vietcombank trong cái xu thế hiện tại là Vietcombank đang có xu hướng hồi, và Vietcombank đang hồi từ đây, tức là khi chạm về cái vùng hỗ trợ thì đã có một cái cây nến hồi đây rất là đẹp, và đây chính là những cái tín hiệu xác nhận Vietcombank hồi. Và với một cái lực đánh hiện tại như của Vietcombank thì chính vì việc là Vietcombank đã vượt vùng 88 rồi thì như thế là có khả năng là sang tuần tới thì Vietcombank sẽ chạm lại về vùng đỉnh cũ của Vietcombank. Vùng đỉnh cũ của Vietcombank ở đây là vùng bao nhiêu? Vùng ở đây khả năng Vietcombank sẽ đánh chạm về đây là vùng 92. Ở 92.5 thì khả năng sẽ không đạt được những vùng 92, tức là nó thấp thấp ở dưới này một tí, hoặc là 91.5 đến vùng 92 đây. Thì với cái lực đánh hiện tại của Vietcombank thì Vietcombank đã bước vào một cái kênh sóng hồi. Và một số anh chị thì cũng đã có bắt Vietcombank, thì chúng ta sẽ canh ở cái vùng quanh vùng 92 để chúng ta ra hàng. ACB là một mã cổ phiếu mà nó cũng khá là nặng, đúng không ạ? Trên biểu đồ đến tuần thì hiện tại là ACB đang có một cái nền tích lũy đi ngang dài các anh chị nhé, nền tích lũy đi ngang dài ở quanh nền 22. Đó, một nền tích lũy đi ngang dài quanh nền 22 từ đây đúng không ạ? Và gần như đây đi ngang quanh nền 22 rất là dài. Thì cũng có thể nói rằng là cái nền 22 này là chúng ta kỳ vọng một cái nền mà cổ phiếu ACB sẽ tạo nền ở trung và dài hạn ở đây, và sẽ có những cái sự vượt thoát, bứt thoát đi lên. Thì bản thân là trong những cái bản tin định lượng tuần trước thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây hình mũi tên Hùng đang vẽ là chúng ta kỳ vọng rằng là ACB sẽ chạm lại vùng 22, chạm lại vùng 22 tích lũy đây. Thì trong tuần thì cũng đã có những phiên là chạm về cái điểm sâu nhất ở đây là bao nhiêu anh chị? 22.5. Đó, 22.5 tức là đã chạm lại vùng 22.5. Thì cũng có thể cổ phiếu nó có thể về đến cái vùng giá mà chúng ta định lượng, đúng không ạ? Và nó có thể chưa về đến, thì nếu mà chưa về đến thì nó là tốt. Nó tốt bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu rất là khỏe, đúng không ạ? Rất là khỏe thì nó mới neo giữ được ở trên này. Thì về tín hiệu kỹ thuật thì ACB ngày tuần tới thì chúng ta cũng có thể tham gia các cái điểm mua T cộng. Bản thân thì điểm mua T cộng này thì bây giờ là chúng ta lại có một cái vùng kháng cự mới ở đây là vùng 25. Đó. Nhưng bản thân là vùng 24.5 mới chính là cái vùng mà để xác đi một cái kênh xu thế chung và dài hạn. Đó, xác đi một kênh xu thế chung và dài hạn, và hiện tại thì chúng ta đang thấy có một cái lực hồi rồi. Lực hồi chung của nhóm ngành ngân hàng, đúng không ạ? Lực hồi chung của nhóm ngành ngân hàng, có khả năng là tuần tới thì ACB cũng sẽ là một cái kênh xu thế về tăng điểm thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu BID. BID thì trong tuần vừa rồi thì cũng đã có một số các anh chị chúng ta tham gia mua. Và BID cũng là một cái mã cổ phiếu rất là khỏe. Khỏe bởi vì chúng ta đã có những cái định lượng là BID sẽ có thể chỉnh trả lại cái vùng ở đây, tức là vùng 37 đến vùng 38 tích lũy. Tuy nhiên là BID chỉ trả về đâu đó điểm thấp nhất của BID chỉ trả về đây là vùng 39, tức là thấp hơn, cao hơn 1.000 so với việc là cái dự đoán của chúng ta. Và sau đó thì từ vùng 39 này thì BID đã kéo lên. Bản thân BID thì BID nó kéo đi rất là nhẹ, BID kéo đi rất là nhẹ luôn. Chỉ cần một khoảng độ 2 triệu cổ phiếu là gần như BID đã có thể tăng trần được rồi. Thì với cái kịch bản hiện tại như thế này thì BID sẽ chạm lại vùng đỉnh cũ, và có thể là mục tiêu của BID là sẽ đánh chạm vùng 44. Từ vùng 39 này có thể đánh chạm vùng 44, tức là sẽ đánh xuyên thủng qua cái vùng đáy đỉnh cũ mà BID vừa mới tạo ra được đây. Bởi vì trên cái xu thế hiện tại chúng ta nhìn thấy một số các tín hiệu kỹ thuật xác nhận rằng BID đã vào dòng tiền. BID đã vào dòng tiền, và một số các cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền của BID tại vùng 39 ở đây rất là tốt và rất là ok. Tí nữa thì sau cùng thì Hùng sẽ phân tích cái chỉ số chung của nhóm ngành ngân hàng, để chúng ta kỳ vọng rằng là trong đợt này chúng ta lại tập trung chúng ta đánh sóng ngân hàng. Và trên tin Zalo thì Hùng cũng đã khuyến nghị là anh chị chúng ta mua tất cả các mã cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành ngân hàng rồi. Chúng ta cùng phân tích công thương STB, CTG thì bản thân CTG đấy chúng ta cũng có thể thấy rằng là CTG thì chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần, CTG cũng đã có một cái nền đi ngang, dài, và cái điểm sâu nhất của CTG đấy là vùng 19.5. Thì thường khi cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ thì thường có những cái tín hiệu kỹ thuật nó bật lên. Đó, bật lên thì khi bật lên thì nó lại chạm lại những vùng hỗ trợ. Đây là những cái kịch bản Hùng Lê đã để ra để chúng ta phân tích ở trong những cái tuần trước, tức là sau khi mà công thương đánh lên thế này. Đó thì chúng ta lại có một cái nhịp rũ xuống của công thương, đúng không ạ? Đây chính là nhịp rũ xuống của công thương. Những cái kịch bản này thì chúng ta đã đưa ra rồi, rũ xuống ở vùng 20. Thậm chí là trong tuần vừa rồi là còn rũ sâu hơn vùng 20, tức là lại rũ về vùng 19.5 và sau đó lại kéo lại. Thì cái cách đi mà khi mà cổ phiếu về vùng hỗ trợ như vậy, chúng ta không vội vàng gì, chúng ta phải đua xanh trong những cái phiên này. Đấy, chúng ta có thể canh mua ở vùng 20, có giá mua thoải mái các anh chị luôn. Thậm chí là vùng 19.7 này cũng có, chứ đừng có nói là vùng 20. Không cần thiết phải đua vùng 20.5, 20.6. Thì phiên kết tuần chúng ta cũng thấy rằng một cái lực đánh lên của sóng ngân hàng, đúng không ạ? Lực đánh lên của sóng ngân hàng, tất cả các cái mã cổ phiếu ngân hàng đều bước vào một cái trend kênh xu thế hồi. Thì có thể là trong cái nhịp này thì gần như là công thương đã tạo xong cái nhịp hồi phục đáy ở đây, và cái xu thế chủ đạo của công thương thì nó sẽ tiếp tục là xu thế tăng giá. Và tăng về đâu thì bây giờ là công thương sẽ gặp khó ở vùng 21.5. Công thương sẽ gặp khó ở vùng 21.5, như vậy là có thể là một cái lực hồi từ vùng 19.5 chúng ta để ở đây. Vùng từ 20 thì có thể công thương sẽ, trước mắt là công thương sẽ đánh chạm về vùng 21.5 trong ngắn hạn đối với công thương. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Techcombank. Techcombank thì đó, sau khi mà chạm 25, gần như là vùng 25 ở một cái nhịp phân tích ở bên này, đúng không ạ? Bên kia con sóng thì chúng ta phân tích là target của Techcombank có thể chạm 25, mạnh hơn có thể đánh chạm 26. Tuy nhiên là chỉ chạm được khoảng vùng 25.5 thì quay đầu giảm điểm, và khi quay đầu giảm điểm thì chúng ta lại tiếp tục dò tìm cái vùng giá mục tiêu của đây. Là cái ngưỡng ở dưới là ngưỡng 22 và ngưỡng trên thì có thể là vùng 22.5. Đấy là chúng ta đã tìm một cái ngưỡng để có thể kỳ vọng chúng ta mua. Đó. Khi mà các anh chị nốt lại những cái điểm hỗ trợ Hùng Lê phân tích thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái vùng giá, ví dụ chạm với vùng 22.5, đúng không ạ? Hỗ trợ rồi, ok, chúng ta mua khoảng 10%, đúng không ạ? Nó về đến cổ phiếu, về đến tài khoản rồi, chúng ta lại tiếp tục chúng ta có những cái phương án tiếp theo. Đó, thì cách là như vậy. Thì về cơ bản là khi chạm về cái vùng hỗ trợ này thì Techcombank đã có một phiên này là phiên đánh dẫn, và phiên này tiếp tục đang có một cái phiên kéo tiếp theo. Tuy nhiên là vấn đề hiện tại là cần phải có một cái dòng tiền, và cơ bản thì Techcombank sẽ có một nhịp hồi, và nhịp hồi này thì sẽ gặp khó ở vùng 24, sẽ gặp cản khó ở khoảng vùng 24 đến vùng 24.5 ở đây. Thì cơ bản là nhóm ngành ngân hàng hồi, và Techcombank cũng sẽ có một cái nhịp hồi và sẽ hồi đâu đó khoảng về vùng 24 trong cái nhịp này. MBB và STB. MBB thì đó, các anh chị thấy chưa? Sau khi MBB chạm 23.5 thì chúng ta tiếp tục dò tìm cái vùng giá mục tiêu của MBB. Đó là MBB có thể chỉnh chạm vùng 21 đến vùng 21.5, và như vậy là chúng ta thấy rằng là trong 2 tuần, đúng không ạ? Tuần trước thì MBB cũng đã chạm vùng 21. Tuần này thì MBB cũng gần chạm 21 và sau đó kéo lên. Thì về cơ bản là sau một cái phiên kéo như thế này thì MBB đã có những cái phiên test lại ở vùng 21.5. Thì về cơ bản là từ vùng 21 đến vùng 21.5 này thì chúng ta có thể canh mua MBB. Đó, canh mua thì chúng ta cũng cách mua là như vậy, chúng ta chia nhỏ điểm mua ra. Ví dụ vùng 21.5 chúng ta mua một ít, vùng 21.3, 21.4 hoặc 21.2, 21 đó thì chúng ta chia nhỏ ra như vậy. Về cơ bản thì cái tín hiệu hồi của MBB thì bắt đầu xuất hiện những tín hiệu hồi tại đây, thì có thể là cái vùng này thì cũng là vùng chúng ta có thể canh mua được rồi. STB thì về cơ bản là đó, STB lại chạm lại cái vùng hỗ trợ 10 thì lại tiếp tục đi ngang thôi. Đó thì tùy cái khẩu vị của anh chị, một số các anh chị thì có thể là chạm 10 ta mua và sau đó thì lên được một tí, vùng 11 thì đấy chúng ta bán. Tức là trong cái giai đoạn hiện tại thì STB cũng chưa có những cái nhịp đánh, mạnh, bởi vì là cái thanh khoản và dòng tiền của nó đang khá là thấp. Đó thì cái xu thế hiện tại thì khả năng thì vẫn đi ngang thôi, chứ chưa có những cái tín hiệu tốt. Chúng ta nói luôn mã cổ phiếu SHB luôn. SHB cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm. Thì bản thân là những cái nhịp tạo nền của SHB ở vùng 6.5 thì nó bị phá vỡ, và hiện tại duy nhất là SHB chỉ còn lại một cái mốc hỗ trợ cuối cùng là vùng 6. Nếu như SHB mà bị phá vùng 6, anh chị lưu ý, nếu như SHB bị phá vùng 6 thì như vậy là cái xu thế nó sẽ xấu đấy, và nó sẽ gãy về những cái điểm gãy nó thấp hơn, và rất có thể là sẽ gãy về vùng 4, rất có thể là sẽ gãy về vùng 4 đến 4.5, tức là cái vùng này nó bị phá vỡ. Đó, cái vùng này nó bị phá vỡ thì như vậy là một cái kịch bản xấu hơn của SHB. Ta lưu ý, bởi vì trên cái biểu đồ đến tuần thì SHB đang bị gãy rồi. bị gãy, tức là vòng lên này, xong đấy giảm này, xong một nhịp hồi phục đi lên và khả năng là gãy, nếu mà gãy đáy thì nó lại tiếp tục một cái hành trình nó đi xuống. Ta cùng phân tích mã cổ phiếu HDBank. Bản thân HDBank thì sau khi mà HDBank bị gãy những cái nền ở đây, những cái nền 929 ấy, thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích định lượng cho HDBank. Cái vùng giá mục tiêu có thể HDBank chạm về đấy là vùng 25.5 đến vùng 26. Thì các anh chị có thể thấy không ạ? Đúng, chạm về đến vùng này và sau đó HDBank kéo lên. Đó, thì cái vùng để mà phân tích và định lượng những cái vùng hỗ trợ nó của cổ phiếu nó rất là quan trọng. Nó quan trọng bởi vì là khi đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua tốt nhất, đúng không ạ? Sẽ có những cái điểm mua tốt nhất. Thì sau khi mà kéo lên thì Hùng có đánh giá đây khả năng là sẽ kéo mắc chạm vùng 28.5 và khi chạm vùng này thì HDBank sẽ chỉnh lại một nhịp. Chỉnh lại một nhịp ở đây khoảng lại chạm lại lấp lại vùng 26.5 đến vùng 27. Thì khả năng là với những kịch bản hiện tại thì nó chỉ lấp về vùng 27, chính vì vậy nên là Hùng đã có khuyến nghị các anh chị trong team Hùng Lê là chúng ta có thể mở canh dần ở vùng 27, bởi vì khả năng chạm về vùng 26.5 nó là hơi khó. Tuy nhiên không sao cả, khi mà chúng ta dò tìm những vùng giá mục tiêu, đúng không ạ? Đấy, những vùng giá mục tiêu như này thì nó sẽ rất là quan trọng và có thể là vùng 27 đấy. Đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái điểm mà chúng ta quan sát ở trong phiên để chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật. Về cơ bản hiện tại thì Hùng thấy rằng là HDBank đang rất là khỏe ở chỗ là những cái điểm test sâu đây, có những cái điểm test sâu và sau đó thì kéo lại luôn ở vùng 28. Thì với một cái kịch bản như hiện tại thì rất có thể là HDBank sẽ đánh chạm lại về vùng đỉnh cũ đây thôi. Đó, về vùng đỉnh cũ đây, tức là khoảng vùng 29, sẽ trước mắt là sẽ đánh về vùng 29 trước đã. Về vùng 29 thì có thể cổ phiếu nó sẽ lình xình ở một vài điểm ở quanh đây và xem cái nhịp tích lũy, nếu như tích lũy được thì có thể là HDBank sẽ đánh vượt thoát cái vùng 29-30 này. Bởi vì bản thân là HDBank là một cái mã cổ phiếu rất là khỏe, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là gần như là rũ sạch sẽ luôn thì mới bắt đầu có thể là sẽ kéo một cái nhịp vượt vùng 30. Bởi vì cái vùng 30 cũng là cái vùng kháng cự mạnh của HDBank và nếu như HDBank mà vượt thoát được cái vùng 30-31 thì coi như là HDBank sẽ đi vào một cái sóng mới nó rất là khỏe luôn. Ở đây cũng có thể là một cái nhịp rũ của HDBank, các anh chị lưu ý. Vì vậy nên là các anh chị hết sức lưu tâm đến cái mã cổ phiếu HDBank trong cái thời điểm hiện tại. VPBank cũng như vậy. VPBank thì sau một cái nhịp rơi ở đây và Hùng Lê có nhận thấy là những cái nhịp rơi này thì VPBank gần như không ra hàng. Và có thể là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ là ra hết hàng, còn lại là những cái tạo lập lớn thì khả năng là vẫn đang nằm ở trong cái nội tại của cổ phiếu này. Thì như vậy thì chính vì như vậy nên là cái vụ Hùng đã có những cái khuyến nghị là vùng 19 thì chúng ta mua 19.5. Đó, quanh những cái vùng này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở mua những cái điểm mua của VBank và thậm chí là vùng 18.5 thì chúng ta cứ mua rải ra. Bởi vì sao? Bởi vì sau khả năng là VBank thì cái nhịp tăng mạnh lại nó sẽ chưa có, nhưng mà nó sẽ có những cái nhịp đánh rung rũ ở đây. Tức là rung rũ là gì? Tức là xuống này rồi đánh lên này, đó, rồi lại xuống này, đó, xuống này, đó, rồi lại đánh lên, đó, nó đảo loạn như thế và nó cứ đánh lình xình ở đây và đến lúc nào mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận để cho VPBank có một cái sóng lên ở đây thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng đó, ví dụ như vậy. Tức là nó sẽ có những cái thời gian để nó rung rũ hàng ở quanh những cái điểm này và chúng ta sẽ canh những cái điểm gọi là những cái điểm bắt đáy. Đây mới là bắt đáy các anh chị nhé. Tức là khi chúng ta có những cái tín hiệu tạo đáy thì chúng ta mới bắt đáy, chứ những cái điểm mà cổ phiếu nó đang rơi phăng phăng như này thì chúng ta đừng có dại gì mà chúng ta bắt đáy, chết ngay. Masan đúng không ạ? Đó, ví dụ như vậy, chết ngay. Và chúng ta cần có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận rằng là ông đang tạo đáy đấy thì tôi sẽ bắt đầu tôi tham gia. HCM thì chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần xem nào. Đến tuần hơi rối nhỉ. Về cơ bản thì HCM chưa tăng mạnh được, vẫn là một cái nhịp chuyển pha xu thế. Và cái quá trình mà chuyển pha xu thế này thì nó mất khá nhiều thời gian. Đó, nó lên rồi nó xuống, rồi nó quăng lên, nó quăng xuống như này. Thì về cơ bản là trong những cái nhịp mà chuyển pha như thế thì chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua, và nó lên những cái kháng cự ngắn để chúng ta bán. Đó, ví dụ vùng hỗ trợ của em này đang là vùng 22 đến vùng 2.5. Đó, thì có thể về đến vùng hỗ trợ này chúng ta mua và chúng ta chờ nó hồi phục lên chúng ta bán. Còn cơ bản hiện tại thì cũng chưa có những cái động thái tích cực. Vẫn là đi ngang, tín hiệu MACD thì đang xấu này. Như MACD đang xấu, dòng tiền đang đi ngang, chưa có. Về SSI thì sau khi mà SSI gãy ở đây, tức là gãy cái nền 20, thì Hùng Lê đã có phát đi những cái cảnh báo cho các những anh chị em mà chúng ta đang nắm giữ mã cổ phiếu SSI. Thì chúng ta cũng phải lưu tâm, bởi vì là SSI thì cơ bản là nó đã bị bước sang một cái xu thế xấu rồi. Và rất có thể là nếu như mà có những cái tín hiệu thị trường không ổn định thì có thể SSI cũng sẽ có một cái nhịp lao về khoảng đâu đó vùng 16. Như vậy đâu đó mất khoảng tầm độ 23.000 thì đấy nó. Đó, thì cũng là rất là một cái mức giảm tương đối, và khả năng thì sẽ đi về đó, vùng hỗ trợ đó. Còn vùng hỗ trợ 20 của SSI hiện tại là gần như là cái cơ hội nó không có nữa, và có thể là sẽ có một cái nhịp hồi phục bé bé ở đây thôi. Và sau đó sẽ lại cắm đầu đi xuống tiếp. Chúng ta xem DHG thì cơ bản như vậy thôi, 91.5 không có gì thay đổi. MWG, đối với MWG thì trong những cái kịch bản gần đây thì chúng ta cũng có thể phân tích hình dung rằng là MWG đang có một cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật ở đây. Tín hiệu hồi phục kỹ thuật này thì sẽ maximum sẽ chạm về khoảng vùng 116, và từ vùng 116 này thì MWG có thể sẽ có một cái nhịp chỉnh giảm tiếp, bởi vì bản thân thì MWG chưa thể thoát được hiện tại với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại, Hùng đánh giá rằng MWG chưa thể thoát được một cái kênh xu thế giảm, và cái vùng mà MWG tích lũy tốt nhất và chúng ta lựa chọn để chúng ta canh những cái điểm mua tốt nhất đó là khoảng quanh vùng 90. Chúng ta sẽ chờ những cái vùng đó thì chúng ta sẽ tham gia. Còn hiện tại là những cái nhịp mà hồi phục mang tính kỹ thuật như thế này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Có thể là tư duy của chúng ta sai hoặc đúng, điều đó nó không quan trọng, nhưng với những cái nhịp hồi phục kỹ thuật như thế này, đấy là nhịp chúng ta canh chốt. Chứ còn lại là khi nào nó có những cái tín hiệu thực sự là mạnh, thực sự đủ để chúng ta tin tưởng là MWG đã tạo đáy ở đây, thì nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Còn hiện tại Hùng chưa nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật đó. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu về ngành thép Hòa Phát. Hòa Phát là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng khuyến nghị cho tất cả những anh chị em của chúng ta đầu tư, và những cái điểm mua từ vùng đây là từ vùng khoảng 21.5 đến vùng 22. Sau một cái nhịp rũ ở đây thì là vùng 22 tiếp tục khuyến nghị ở trên rung, vùng 22 tiếp tục khuyến nghị ở trên tim để chúng ta mua. Và mua thì đây mũi tên vẫn đang còn đây, vùng giá mục tiêu chạm về vùng 24.5, 24 đến 24.5 thì vùng này chúng ta sẽ nên ra hàng, và tại sao lại nên ra? Thì bởi vì là Hòa Phát đang trong cái quá trình chuyển pha xu thế, chính vì vậy nên là nó sẽ có những nhịp đánh lên, nó sẽ rũ hết, đánh lên, rũ hết, đánh lên, rũ hết. Và trong cái quá trình mà chuyển pha xu thế thì cái cách mà để chúng ta đánh được cổ phiếu đó là gì? Chúng ta tìm những cái điểm hỗ trợ để chúng ta mua, và chúng ta tìm những điểm kháng cự ngắn để chúng ta bán. Thì bản thân là Hùng Lê liên tục khuyến nghị các anh chị của chúng ta là là đến chạm với vùng 24 đến vùng 24.5 thì chúng ta có thể canh ra dần hàng. Và cái phiên ngày thứ 6, là một cái phiên mà Hòa Phát đã có một cái lực bán rất là mạnh sau khi kéo chạm lại vùng 24.5 và có một lực bán mạnh ở đây, gọi là lực chốt lời. Trong ngắn hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy là trên ngắn hạn thì tín hiệu dòng tiền đang có xu thế đi xuống, một cái lực bán khá là mạnh ở đây, dẫn đến một cái việc là có thể là Hòa Phát sẽ chạm lại cái vùng hỗ trợ. Thì cái mục tiêu mà để Hùng Lê đang đặt ra để gom lại cho tất cả anh chị em của chúng ta thì có thể là cái vùng ở đây là cái vùng đẹp nhất là vùng 23. Đẹp nhất là vùng 23. Với việc mà Hòa Phát hôm nay chỉnh như thế này thì chúng ta sẽ chờ Hòa Phát ở vùng 23. Cái vùng 23.5 này thì khả năng là sang tuần sẽ không giữ được này. Sẽ có tiếp tục, ít nhất là sẽ có khoảng 3 cây nến chốt lời mạnh ở đây. 3 cây nến chốt lời mạnh ở đây thì tiếp theo một cây nến tiếp theo nó sẽ như thế này. 3 cây nến chốt lời mạnh ở đây. Theo như quan điểm của Hùng Lê là như vậy, ba cái nến chốt lời mạnh ở đây thì như vậy là cái tọa độ mà để Hòa Phát rơi về vùng này nó cũng khá là hợp lý, và về vùng này chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta canh mua. Hòa Phát là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích định lượng để chúng ta đầu tư cho năm 2020. Đó, các anh chị lưu ý như vậy. G là một cái mã cổ phiếu cơ điện lạnh nó cũng khá là tốt. Đây chỉ mang những cái nhịp hồi phục này. Hồi phục này thì nó sẽ chạm mắc ở đây là khoảng vùng 37.2. Và những cái nhịp hồi phục mắc này, xong đó thì Hùng đang chờ đợi G ở một cái điểm khoảng vùng 33. Đó, khoảng vùng 33 đến vùng 32.5 gì đó. Đó, đang chờ đợi G ở cái điểm này. Cái điểm này chính là một cái điểm mà chúng ta sẽ kỳ vọng xác nhận là G sẽ đi vào một cái kênh xu thế chung và dài hạn. Thì cái cách mà chúng ta cứ bình tĩnh thôi, cổ phiếu thì nó chạy mất thì thôi, đấy là nó không có duyên với chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta cần phải kiên nhẫn để chờ đợi những cái điểm giá. Các anh chị cứ tin tưởng Hùng Lê đi. G nó chạm lên đây rồi G nó sẽ chỉnh lại. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích và định lượng tiếp theo của mã cổ phiếu G ở đây. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Bình Minh và PNG, BMP. Bản thân thì BMP cũng như vậy. BMP là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Đó là ở trên một cái kênh xu thế dài, đánh ở sóng ngày thì nó sẽ rất là khó đối với Bình Minh, bởi vì Bình Minh nó đánh rất là khó chịu. Thì đầu tiên là cái vùng 48 này, tiếp theo đấy là cái vùng hỗ trợ tiếp theo, đấy là cái vùng 45.5. Thì khả năng là trong cái nhịp ngắn này thì Bình Minh sẽ chạm 45.5 đấy, chạm 45.5 chúng ta sẽ mua tiếp một ít, và sâu nhất ở trong cái nhịp này thì Bình Minh có thể chạm về vùng 42. Đó thì cái quá trình mà chúng ta đánh một cái sóng cổ phiếu nó ở kênh xu thế chung và dài hạn thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điểm mua chia nhỏ ra để chúng ta có thể gom được cổ phiếu ở những cái vị thế tốt nhất. Đấy là cái cách mà chúng ta đánh cổ phiếu chung và dài hạn. Và trong giai đoạn hiện tại thì đối với Bình Minh thì Bình Minh cũng đang chuyển kênh, chuyển pha xu thế. Chính vì chuyển kênh và chuyển pha xu thế nên là Bình Minh sẽ có những cái nhịp quang quật ở đây, và phải chờ khi nào có những tín hiệu thực sự là thoát hẳn thì khi đó chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ nắm giữ Bình Minh. Đó thì đối với Bình Minh là cũng có thể là một cái miếng đánh cho năm 2020. Nó hoàn toàn tương tự như mã cổ phiếu Nhựa Tiền Phong. Thì đó, ví dụ Nhựa Tiền Phong cũng như vậy. Nhựa Tiền Phong cũng là một cái miếng đánh mà có thể sẽ dành đến năm 2020, khi mà Nhựa Tiền Phong đang có một cái biên tích lũy ở đây là biên 30 đến biên 35, và cái nền đi ngang của nó ở đây khoảng vùng 32. Đấy, khoảng vùng 32 là cái vùng tích lũy ở giữa, và có thể là Tiền Phong Banh sẽ có thêm thời gian để tích lũy ở cái vùng này. Tích lũy thành công xong thì lúc đó thì Nhựa Tiền Phong sẽ có những cái điểm bứt phá, lên. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã đi điểm lại một số danh mục các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành ở trong tuần vừa rồi. Và bây giờ thì Hùng sẽ phân tích một cái nhóm chỉ số ngành, đó là nhóm chỉ số ngành ngân hàng. Tại sao Hùng lại nói đến cái nhóm chỉ số ngành ngân hàng? Bởi vì đây là một cái điểm mấu chốt rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có được những cái phân tích định lượng, và chúng ta tập trung ở cái nhóm ngành nào để chúng ta đầu tư. Đó, chúng ta tập trung ở cái nhóm ngành nào để chúng ta đầu tư. Thì về bản thân là bây giờ là nhóm ngành ngân hàng đã kỳ vọng tạo nền ở vùng 500 ở đây, và như vậy là phiên ngày thứ 5 thì đã có những cái tín hiệu xác nhận, và phiên ngày thứ 6 thì như vậy là cái lực đánh lên của dòng ngân hàng nó đang rất là tốt. Chính vì cái lực đánh lên của ngành ngân hàng đang là tốt, vì vậy chúng ta sẽ canh, chúng ta tập trung, chúng ta mua các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng, đúng không ạ? Bởi vì ngành ngân hàng thường nó đánh theo tập đoàn. Đó, nó đánh theo tập đoàn, tức là cả tập đoàn lên thì nhóm ngành ngân hàng nó sẽ lên. Không biết dầu khí có không nhỉ? Dầu khí không? Đấy, dầu khí. Nhóm ngành dầu khí thì đấy, chúng ta có thể thấy rằng là nhóm ngành dầu khí thì bây giờ đang phập phù, tức là cứ đi lình xình như thế. Thì bây giờ nhóm ngành dầu khí chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chưa tham gia. Đó, nhóm ngành dầu khí thì chưa có những cái tín hiệu tạo nền ở đây, và cũng có thể là với một cái việc mà Hùng Lê tiên lượng rằng là PVD và PVS có thể chỉnh giảm về đó, tức là chúng ta sẽ cái chỉ số ngành của nhóm dầu khí đâu đó nó sẽ đi về khoảng cái vùng khoảng vùng 340 ở đây này, đó khoảng nó đi khoảng về vùng này thì như thế thì nó sẽ là hợp lý hơn về chỉ số ngành. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua toàn bộ cái các nhóm ngành chính, thì có một số các ý kiến, một số các kết luận như sau. Thứ nhất là nhóm ngành ngân hàng thì Hùng Lê đã đánh giá rồi. Ngành ngân hàng sẽ tất cả gần như các mã cổ phiếu ngành ngân hàng đã chạm về những cái vùng giá mục tiêu của Hùng Lê phân tích và đã có những dấu hiệu bứt phá đi lên, thì như thế là nhóm ngành ngân hàng sẽ có sự hồi phục nhất định. Một số các cái trụ và các cái trụ cơ bản lớn thì vốn hóa lớn, ví dụ như VDC, ví dụ như VIC, ví dụ như VinHome, thì khả năng thì vẫn những cái tạo lập sẽ neo giữ ở những cái vùng giá đã được xác lập. Một số các cái trụ mà nó đang bị rơi, ví dụ như là Bảo Việt hoặc ví dụ như Masan thì tiếp tục nó sẽ có những cái xu thế xấu. Các cái trụ đang có những cái tính chất hồi như MWG hoặc là một số các cái trụ thì nó sẽ có những cái điểm hồi phục kỹ thuật và sau đó thì khả năng cái xu thế chủ đạo nó sẽ quay về giảm giá. Và các cái blue chip cơ bản của chúng ta thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đã có sự hồi phục, ví dụ như FPT, ví dụ như G thì cũng có hồi phục, nhưng mà sự hồi phục đó thì nó cũng mang những cái tính chất rất là ngắn, đúng không? Mang những cái tính chất rất là ngắn. Và như vậy thì tuần tới VN-Index tuần tới của chúng ta như thế nào, thì Hùng Lê đánh giá rằng tuần tới thì VN-Index của chúng ta sẽ chưa thể tăng mạnh được, và cái kịch bản là có khả năng là sẽ khi chạm về vùng 70 này thì VN-Index của chúng ta lại lướt lại ở quanh những cái vùng đây thôi, tức là vùng 950, tức là vẫn cái biên tích lũy ở đây là vẫn 950 đến lại 960 thôi, tức là vẫn chưa thể tăng mạnh lại ngay được đâu. Tức là thị trường sẽ tạo nền và nó sẽ tạo nền ở đây chắc phải mất thêm tuần tới. Tức là sau khi đóng hợp đồng phái sinh xong thì mọi xu thế nó rõ ràng hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái dấu hiệu xác nhận hơn, rõ ràng hơn về kênh xu thế của VN-Index. Và một điều nữa chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm là tuần tới là tuần mà chúng ta sẽ đóng lại hợp đồng phái sinh ngày thứ 5, tuần thứ 3 của ngày thứ 5. Thì hiện tại là kết tuần thì điểm số phái sinh đang là chạm lại vùng 880, và nếu như một cái kịch bản mà phái sinh tiếp tục đạp gãy vùng 880 này thì như vậy là nó còn có một cái vùng 860 này, và khả năng khi chạm về vùng 860 này thì phái sinh mới có sự hồi phục nhất định, và sự hồi phục đó thì nó sẽ ăn liền với sự hồi phục của nhóm ngành cơ sở, chứng khoán cơ sở đấy. Thì như vậy là chúng ta phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới chúng ta sẽ quan sát những cái động thái rất là căn bản của thị trường ở đây để chúng ta có được những cái điều tiết nó tốt nhất. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy là phái sinh nó rơi từ 940 về chạm vùng 880, như vậy là cũng mất gần 60 điểm. Đó, 60 điểm. Và đối với phái sinh thì các anh chị cũng lưu ý là chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể đánh theo những cái trend ngày như vậy. Đó, đánh theo những trend ngày như vậy, những cái điểm lình xình này chúng ta bỏ qua đi và chúng ta chờ những cái điểm mà phái sinh xác nhận. Đó thì hoàn toàn đánh được những cái trend rất là lớn, không phải là chúng ta phải đánh ở trong khung 15 phút hay khung 1 ngày, khung 1 giờ vân vân. Ok, với tuần tới là như vậy, chúng ta sẽ có những cái nhịp lình trình, test lình trình và xu thế, đúng không ạ? Xu thế thì nó sẽ có những cái điểm mà nó lình trình như vậy. Thị trường của chúng ta sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, thì hiện tại thì là team của Hùng Lê thì có cả team phái sinh và team cơ sở, các anh chị nhé. Phái sinh đều có, và cơ sở thì trong cái nhóm là room VP BSN01 thì cơ bản là về trong team này thì gần như Hùng Lê đã có những cái cập nhật hàng ngày cho tất cả những anh chị em của chúng ta về các mã cổ phiếu, và những câu hỏi của các anh chị em thì Hùng đã có những cái phân tích nó về hai này sẽ có thể đánh chạm về đâu này, feed AMD đấy, ngân hàng, MBB, rất nhiều. Tức là bởi vì trong một tuần thì nó có đến 7 ngày cơ, chính vì vậy nên là nó cũng khá là nhiều các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có những phân tích. Và đây này, ví dụ như là Hòa Phát này, Hùng sẽ cho các anh chị thấy luôn HPG. Những cái đánh giá cập nhật của Hùng Lê nó Hòa Phát này. Đấy. Đó, thì những cái mã cổ phiếu mà mạnh đúng không? Các cái mã cổ phiếu mạnh này, hoặc là ví dụ như HSG. Đó, liên tục có những cập nhật này. Đó, HSG chạm vùng 85 này, chỉnh thì có thể là sẽ đánh về vùng 9, nhưng mà về cơ bản là đây, nhưng mà về cơ bản là nhịp 850 chỉnh rồi đi tiếp thì nó khả năng nó sẽ bền vững hơn. Đó, sẽ có những cái phân tích định lượng như vậy. DGC này, canh mua này. Đó, nhắc lại này, không bị lỡ nhịp thì có thể ở đây này, DG này, DG đó, tất cả những cái phân tích và định lượng thì nó sẽ nằm hết ở trên team. Và đấy, bây giờ là mọi người đang tưng bừng, là gom lại Hòa Phát ở bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là Hòa Phát đấy làm mạnh vào mục tiêu đấy, tất cả những cái thứ là chúng ta sẽ có những cái điểm chốt này, hoặc là ASM đó, vân vân và vân vân, khá là nhiều. BID này, BID này cũng là khuyến nghị để mua này. Hoa Sen, DGC, DHC, PPC này, PPC là cũng đã khuyến nghị mua ở tuần trước này. TDH này, LDG này, L14, VRE này, DG Nhà Từ Liêm, DGW. Đấy, tất cả những cái khuyến nghị thì đều đưa cho các anh chị những cái điểm giá hỗ trợ để chúng ta. Techcombank này, VBank, HCM, VBank. Đó, thì hôm nay cũng mời các anh chị là chúng ta, ngoài việc là chúng ta tham gia trên kênh Facebook, đúng không ạ, Chứng khoán Tiến Binh trên từng con sóng, cũng như trên kênh YouTube, thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Rồi, ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi xem lại các cái mã cổ phiếu nó đang như thế nào. NLG, chúng ta cũng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản. NLG chưa đạt các anh chị nhé. Đây, những cái nhịp hồi phục kỹ thuật và quan điểm cùng thì NLG khả năng sẽ chỉnh giảm về vùng 26 đến khoảng vùng 26.3. Đây là cái nền mà Nam Long tích lũy lại, đây chưa đạt nhé. Hà Đô, HDG thì sau những cái nhịp rơi, đó anh chị nhìn thấy chưa, những cái nhịp rơi mà chúng ta dò tìm những cái vùng giá mục tiêu ở quanh đó khoảng vùng 30 thì như vậy là đã chạm về đến vùng 31, và đây đang có những nhịp kéo lên. Tuy nhiên những cái nhịp kéo lên mà không có vôn như thế này thì chưa đạt, về mặt lý thuyết là chưa đạt. Nhưng mà cái đặc điểm của Hà Đô là đôi lúc nó kéo lên nhưng mà nó cũng toàn kéo như vậy thôi, nó cũng kéo không vôn thôi, thì cơ bản là sẽ chạm về lại vùng kháng cự đây. Vùng kháng cự ở đây là vùng 34. Anh chị nào mà đang cầm nắm giữ thì ta sẽ canh ở những cái vùng này, chúng ta chốt. Bởi vì là hiện tại là chúng ta cũng thể nhìn thấy rằng là bên kia con dốc rồi. Và bên kia con dốc rồi thì nó sẽ rất là nguy hiểm, rất có thể là chạm về đây và có thể nó sẽ đánh rũ tiếp một nhịp nữa về đến khoảng tầm vùng 28. Về đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái câu chuyện của Hà Đô. Nó sẽ yên tâm hơn trong các cái vị thế mua của chúng ta. Đạt Phương, DPG. DPG thì cơ bản vẫn đi ngang, chưa có những cái dấu hiệu gì đột biến. VCS là một cái câu chuyện để chúng ta nói đây. VCS thì trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì đang kỳ vọng VCS sẽ đánh chạm vùng 70, và vùng 70 này thì chúng ta mới nói đến cái câu chuyện về VCS. Tuy nhiên trong tuần trước thì VCS cũng đã có những cái nhịp tăng lên ở đây. Đó, những cái nhịp tăng lên ở đây, và chúng ta trong cái kịch bản của chúng ta phân tích thì VCS vẫn phải chạm về đến vùng 70 thì nó mới hợp lý. Sau một cây nến hồi lên mạnh, VCS gần như phiên đấy gần như là tăng trần luôn, gần tăng trần chưa tăng trần, thì VCS lại chạm lại vùng ở đây là vùng 85. Chạm lại vùng 85 này thì khả năng là sẽ có một vài cái sự tích lũy ở đây thôi, và sự tích lũy ở đây. Tuy nhiên với quan điểm hiện tại thì VCS là chúng ta cũng chỉ canh để chúng ta chốt thôi. Những anh chị nào mà chúng ta đang có hàng thì chúng ta canh, chúng ta ra thôi, không tham gia ở trong những giai đoạn hiện tại như vậy. KBC thì cũng không có những cái điều gì đột biến. KBC thì thường là chạm vùng hỗ trợ 14.5 thì đấy, kéo lên tí, xong đó thì lại đánh tụt, tụt sóng, và vùng sâu hơn của nó là 14.2. Đó, 14.2, 14.3 gì đấy, 14.3. Đó, chạm về đây một tí thì lại kéo lên, chạm xuống lại kéo lên. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở trên kênh xu thế tuần ấy, thì cái cách đi của cái thằng này nó cũng khá là dài, tức là đi chậm, cơ bản là đi chậm, tức là đánh lên, chạm xuống, chạm vùng 14.5 lại kéo lên, nhưng mà nhịp kéo này thì nó hơi thấp. Và cơ bản tín hiệu hiện tại thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu đột biến. C2. Ở C2 thì trong cái nhịp vừa rồi thì nó cũng có một số các tin tức về cơ bản. Tuy nhiên là về quan điểm của Hùng là tin tức cơ bản thì nó cũng chỉ thế thôi. Nó cũng chỉ tung hô bởi những anh cá mập thôi. Chứ còn lại thì chúng ta cứ kiên trì với những cái định hướng tiên lượng của chúng ta. Đó thì C2 là bây giờ này. C2 là từ cái đoạn này đúng không ạ? Từ cái tuần này là Hùng Lê đã có những phân tích định lượng về C2 về vùng 22. Các anh chị có thể nhân lại bao nhiêu tuần nhiều đấy. Tức là 4 đây 1 2 3 4 khoảng tầm 5-6 tuần trước, 5-6 tuần trước khi mà C2 đã có những nhịp đánh chạm vùng 25 26 này thì cái mũi tên sọc đỏ này đã được vẽ và bây giờ vẫn đang được vẽ, và chúng ta đang chờ C2 ở khoảng vùng giá 22. Thậm chí là C2 nó sẽ đánh rũ hết sạch sẽ luôn, sẽ rũ hết sạch sẽ về vùng 21 nữa. Tuy nhiên để không bị lỡ những cái nhịp mà chúng ta canh để chúng ta đánh thì có thể khi đã chạm đến những cái vùng Hùng Lê phân tích hỗ trợ đây, chúng ta có thể chúng ta vào 10% ví dụ như vậy, sau đó thì về đến vùng 21 chúng ta vào 10% và về đến vùng đây chạm lại đến 20 chúng ta vào 10% nữa, chứ như vậy là chúng ta đã có 30% số chúng ta định mua, không phải ở vùng giá 25 mà ở vùng giá rất thấp ở dưới này 20, 21, 22. Đó, như vậy thì chúng ta đã được lợi về giá chưa? Đó, có phân tích, có định lượng và có kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có những cái lợi đó, Hùng Lê khẳng định như thế. Và thậm chí là về đến vùng này là cái vùng mua rất là hợp lý rồi. Chúng ta có thể thấy nhìn thấy C2 có một nhịp đánh từ vùng 20 lên vùng 40, nhân đôi tài khoản đúng không ạ? Nhân đôi tài khoản thì cớ làm sao mà chúng ta không có thể kỳ vọng ở một cái nhịp bên này 20 lại đánh về 40 để chúng ta nhân đôi tài khoản đúng không ạ? Chúng ta phải kiên nhẫn và như vậy. Tất nhiên là gì? Với cái góc độ Hùng Lê phân tích, đó là Hùng Lê có chia sẻ rồi, những phân tích của chúng ta có thể đúng hoặc có thể sai. Sai là sai khi nào? Sai khi C2 về đến vùng 20 đúng không ạ? Nó vẫn tiếp tục nó cắm đầu đi xuống, nó vẫn tiếp tục cắm đầu đi xuống. Vậy thì chúng ta sẽ phải cắt 30% chúng ta đã mua rồi đúng không ạ? 30% so với việc là chúng ta cắt 100% chúng ta mua ào một phát từ vùng giá 25, 24 trên này thì có phải là cái phương pháp của chúng ta, định lượng của chúng ta, mặc dù chúng ta sai nhưng cái sai của chúng ta nó sẽ giảm thiểu đi những cái thiệt hại rất là nhiều. Đó, anh chị phải đồng với quan điểm đó với Hùng Lê. Còn phân tích là có đúng có sai, chứ các anh chị đừng có vỗ ngực, đừng có nói rằng là tôi luôn luôn đúng, bỏ những cái quan điểm đó đi và đừng có tự làm sai mình những cái đó. Đó, còn khi chúng ta phân tích tất nhiên nó sẽ tốt hơn, nó lại loại bỏ được những cái SDI thì cũng không có gì. VRC thì như nào? VRC thì trong một cái nhịp mùng phân tích ở trên kim ấy, đây sẽ cho nhà thấy luôn VRC. Bản thân là có những cái định lượng từ rất là sớm luôn, 11 tháng trước VRC đây, 1 tháng trước là đã có phân tích rồi, đã có phân tích định lượng về VRC ngày 12 tháng 11. Thì bản thân là khi chúng ta có những cái phân tích định lượng như vậy, đây này, những vùng này, này. Đấy, chúng ta có những phân tích định lượng khi mà VDC có những nhịp test trả lại ở quanh vùng 17 này, này. Đấy là những cái điểm mua rất đẹp, và hiện tại thì VDC đã chạm về đến vùng kháng cự mạnh, đấy là vùng 24. Thì vùng này thì chúng ta không còn cơ hội nữa. Tuy nhiên một số các nhà đầu tư thì vẫn mua vào. Thì Hùng Lê cũng không hiểu là tại sao chúng ta lại mua vào ở những vùng này, chúng ta được cái gì ở đây? Chúng ta được cái gì ở đây để mà chúng ta mua vào ở những cái vùng này, đúng không ạ? Và chỉ cần sẩy chân một cái thôi, chỉ cần sẩy chân một cái thôi thì ngay lập tức là từ vùng 24 này thì VRC sẽ đạp lại về vùng 18, 17 dưới này. Chúng ta không ăn được bao nhiêu, nhưng khi chúng ta bị sẩy chân thì chúng ta sẽ bị một cái tai nạn ở đây cực kỳ lớn. Và tại sao chúng ta lại mua ở những như vậy? Vậy thì khi các anh chị mà xem những bản tin của Hùng Lê rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro như vậy, chắc chắn là như thế. SGS Bản thân SGS thì Hùng đã có những phân tích định lượng ở đây, tức là sau một cái nhịp đánh dũng ở đây thì cái vùng giá mục tiêu mà dành cho những anh chị em ở đây có thể là điểm mua 1 có thể vùng 16, điểm mua 2 có thể rũ lại nền, đó là vùng 15 gì đấy, 15.2 gì đấy. Ok, thì hoàn toàn hai cái điểm này chúng ta có thể vào SGS để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế. Thứ nhất, đầu tiên là sẽ đánh chạm lại vùng 18, và khi đánh vượt vùng 18 thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến những câu chuyện tiếp theo. SCS cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta đầu tư. VCG, VGC thì về cơ bản hai mã này thì tạo lập đang đánh theo một cái hình thức là neo giữ, thì chúng ta lại chờ những cái tín hiệu kỹ thuật mang tính tốt hơn. TDH thì về cơ bản là sau một cái nhịp đánh lên như này thì TDH lại rũ này. Ở cơ bản là TDH, cái tạo lập của TDH thì các anh chị cũng thể nhìn thấy là khi mà TDH tạo lập ấy, thì nó rút rất là nhanh. Cái giai đoạn tạo nền thì khả năng là đoạn này tạo nền nó cũng khá là dài rồi, thì nó chỉ có 1-2 phiên ở đây nữa thôi. Cũng đang kỳ vọng nó khoảng tầm vùng 10 TDH sẽ đánh lên chặn vùng 11.5 đến vùng 12. Ok, DAH thì về cơ bản là DAH thì đang tạo nền đi ngang thôi, nhưng mà DAH các anh chị cũng lưu ý nốt lại, bởi vì DAH là khi mà chỉ cần có một cái cây nến tạo lập nó đánh vượt thoát lên thì nó rút rất là nhanh, tức là chúng ta cũng có thể là cái vùng này, vùng 9.75 này chúng ta mua vị thế này, ví dụ chúng ta mua vị thế một ít này, sau đó là 30%, sau đó thì chờ một cái cây nến xanh thôi, một cái cây nến như này kiểu đà lại như thế, hút lên thì chúng ta sẽ mua hết số chúng ta định mua. Như vậy thì chúng ta sẽ đu ngay được những cái yếu tố theo tạo lập, và từ vùng 12 thì đâu đó kháng cự 14 lại kéo về đây thôi. Đó, thì chúng ta đưa ra những cái vị thế trước như thế để chúng ta chủ động. Ở DG thì Hùng Lê đã nhìn thấy những cái nhịp tạo nền đây khoảng vùng 13, xong đó thì đã có những phiên hút cầu quay trở lại, thì những anh chị nào mà chúng ta chưa có vị thế thì hình như là trong tuần trước thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị đối với mã cổ phiếu DG rồi, thì canh ở quanh vùng 13, 13.5 để chúng ta mua ở trong một cái nhịp đánh này. Thì trong một nhịp đánh này thì DG chúng ta sẽ kỳ vọng là DG sẽ đi về đâu, thì sẽ chạm lại khoảng đâu đó vùng 14.5, tức là trong một cái sóng lên ở bên này thì Hùng đã phân tích rồi, thì bây giờ bên này chúng ta phân tích sóng xuống. Sóng xuống thì gần như chúng ta cũng đã phân tích xong, và bây giờ thì chúng ta lại phân tích tiếp một cái sóng lên ở vùng 14.5 ở đây nữa, tức là cái kháng cự của cái điểm này, của cái nhịp đi này là khoảng vùng 14.5. Ok, đất xanh và LDG. Đất xanh thì cũng đã có một cái nhịp kéo lên rất là mạnh, và ở đây sau những cái nhịp phân phối giảm này, thì đất xanh đang có xu thế tạo nền ở đây. Thì về cơ bản là đất xanh đã có được một cái sự tạo nền đây, thì những cái vùng tạo nền đấy khả năng là quanh vùng 14 nó cũng sẽ khá là hợp lý, bởi vì gần như là đất xanh cũng đã rũ hết rồi, và có thể đất xanh sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, đất xanh sẽ có những nhịp và quang quật và tích lũy ở quanh nền 14, thì các anh chị có thể quan sát ở quanh nền này để có thể tham gia những cái vị thế. LDG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. LDG thì sau những cái nhịp cãi ở trên này, đúng không? LDG cũng là một cái mã cổ phiếu đánh rất là nhanh, các anh chị lưu ý. LDG sang tuần tới các anh chị có thể canh mua ngay, bởi vì sau những cái phiên phân phối giảm rồi, LDG đã có một cái sự hồi phục ở đây, sự hồi phục về dòng tiền, và điều quan trọng nhất là hồi phục từ cái nền hỗ trợ 8.8 này, 8.8 này thì chúng ta có thể có một cái nhịp đánh tiếp theo. Ở bên này con dốc, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin Hùng Lê phân tích mã cổ phiếu LDG, khi mà LDG có những cái sự tích lũy từ vùng 8 đến 8.5, và Hùng đã phân tích LDG gần như đánh chạm với vùng đâu đó 11.5 đến vùng 12. Các anh chị xem lại đi, sau những nhịp test chỉnh ở đây này, cái hình mũi tên này, mũi tên xanh này này là cái hình mũi tên mà Hùng phân tích ở bên kia con sóng này, tức là phân tích từ nhịp ở dưới này và lên đến nhịp 12, và bây giờ thì sau nhịp bên kia con sóng thì Hùng lại tiếp tục có phân tích nhịp bên này con sóng chỉnh giảm, hồi phục lên và đâm đầu xuống đây vùng 8.8. các anh chị xem lại đi, chắc chắn là như thế. Thì bây giờ vùng 8.8 là đã tạo nền rồi, và Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta mua để chúng ta đón một con sóng ở bên này từ vùng 8.8. 8.8 thì bây giờ hồi lại về vùng 10 đã, ngắn hạn là như vậy, hồi lại về vùng 10 đã. LDG cũng là một mã cổ phiếu rất là hay, đánh khá là dễ chịu. LDG này, SGS này. Các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng và chứng khoán, BID đã khuyến nghị mua, MBB đã khuyến nghị mua, Techcombank, VPBank đã khuyến nghị mua, Vietcombank thì không khuyến nghị mua, HDBank, Công Thương thì cũng đã có những cái điểm test chỉnh vùng 19, 19.5. HCM thì cơ bản là đang ở cái nền hỗ trợ, tức là HCM thì cũng có đề cập đến cái việc là cái xu thế hiện tại thì bởi vì cái đường MACD nó đang hơi xấu nên là cơ bản vẫn lình xình đi ngang thôi. Khả năng HCM thì đợt này chúng ta từ từ chúng ta hãy vào. Dầu khí thì GAS đã phân tích và Hùng sẽ nói đến cổ phiếu BSR, POVK. BSR và POVK là hai mã cổ phiếu mà Hùng đã có những cái phân tích định lượng. BSR ở vùng giá 9.3 đúng không nhỉ? 9.3. 9.3 thì hiện tại là sau một cái nhịp tăng lên và ở những nhịp này thì Hùng đang hy vọng là sẽ đánh vượt thoát lên. Tuy nhiên là thị trường xấu và những cái tư duy định hướng của chúng ta sai thì BSR tiếp tục lại quay về vùng nền. Và khi chạm lại cái vùng nền 8.7, 8.8 này thì kỳ vọng là nó sẽ không bị gãy, khả năng là sẽ lình xình ở đây. Bởi vì cái tín hiệu dòng tiền thì nó cũng đã ok hơn rồi. Và sẽ kỳ vọng là cổ phiếu này nó sẽ không bị gãy ở đây và sẽ tích lũy tại đây. Và sẽ có sự hồi phục lại, quay trở lại cái vùng 9.3 để tiếp tục chúng ta có được những cái hành trình tiếp theo. Bản thân của BSR thì Hùng cũng kỳ vọng là BSR đang đánh những cái sóng dài. Và hiện tại thì BSR đang có những cái chuyển mình trong một cái kênh xu thế, có thể trong cái chuyển pha xu thế này thì nó sẽ hơi dài một tí, nó sẽ không thể nhanh được. POVK cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong một cái phân tích định lượng của chúng ta, ở nền 12 đến nền 12.5, đây là nền tích lũy dài và POVK đã có những nhịp đánh lên, tuy nhiên đã rũ hết này. Thì bây giờ là POVK đã quay lại cái nền 12 đến 12.5 thì kỳ vọng là sẽ tích lũy trở lại, quay trở lại đây. Về cơ bản thì tín hiệu đường MACD đang hơi xấu, vì vậy nên là nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu. Và nó lại có cần thời gian, bởi vì về bản chất là nếu như POVK nó chỉ gãy về đến khoảng vùng 13 thì cái thời gian để nó hồi phục nó sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên là khi hồi phục lại nền, tức là nó lại tích lũy lại nền thì nó lại cần thời gian hơn. Cao su thì DPR thì cơ bản là canh chốt thôi, không có gì. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về ngành thép. Thì Hòa Phát thì đã khuyến nghị các anh chị rồi, đã vẽ sẵn rồi, HBG. Những tài khoản nào mà chúng ta đã chốt được rồi thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại cái phần mà chúng ta đã chốt, đúng không ạ? Hoa Sen thì sao? Hoa Sen thì ngày hôm qua cũng đã có những cái dấu hiệu HSG. Hoa Sen thì ngày hôm qua cũng đã có những cái dấu hiệu chốt, tuy nhiên là chốt chưa mạnh, tức là Hùng Lê kỳ vọng rằng là khi chạm về vùng 8.5 ở đây thì Hoa Sen sẽ chỉnh về khoảng vùng, bây giờ là chúng ta sẽ vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ ngày xưa các anh chị nhé. Trong cái nhịp mà Hoa Sen lên đến đây thì Hùng đã có vẽ xuống đây, chạm về đây rồi thì nó lại kéo lên rồi. Kéo lên rồi thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục tìm một cái vùng hỗ trợ ở đâu đây, ở quanh đây, tức là khoảng quanh vùng quanh vùng 7.85 đó. Ông đạp về đây hộ tôi, đạp nhanh lên, về đây để anh em tôi còn lên thuyền đó. Thì chúng ta sẽ tìm một cái điểm hồi phục, chờ một cái điểm mua vị thế ở đây ở vùng 7.5, nó sẽ hợp lý với Hoa Sen. Và Hoa Sen cũng sẽ phải cần chỉnh để đi tiếp, để rũ đi, những cái nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ và để có một cái lớp tiền mới tham gia vào. Và một cái mã cổ phiếu tiếp theo là NKG. NKG thì không biết là Hùng Lê đã khuyến nghị NKG như thế nào. NKG Nam Kim là một cái họ anh em của ngành thép. 8 ngày về trước, tức là chắc chắn rằng là trong tuần trước, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về Nam Kim. Với một em út của họ thép thì với quan điểm này của Hùng Lê thì Nam Kim đang tạo nền trung hạn ở vùng 6, biên nền sâu nhất ở vùng 5.5, và nói như vậy để chúng ta có được những cái vị thế, đúng không ạ? Và sau khi mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng như vậy thì nhắc đến 5 ngày trước đã khuyến nghị chúng ta tiếp tục mở các cái điểm mua của Nam Kim để chúng ta lấy vị thế. Bởi vì là Nam Kim đã bắt đầu siêu phẩm ngành thép, cũng là một cái, đây cũng là một cái siêu phẩm của ngành thép. Các anh chị lưu ý tại sao Hùng lại nói là siêu phẩm ngành thép, bởi vì chúng ta nhìn lại lịch sử của Nam Kim thì Nam Kim cũng đã có những nhịp đánh mà thậm chí là nhân 3 tài khoản các anh chị nhé, từ vùng 10 cứ cho từ vùng 10 đi và đánh về vùng 30, như vậy có phải là nhân 3 không ạ? Và sau đó thì đã rũ sạch sẽ luôn. Vậy thì một cái mã cổ phiếu nhân 3 thì cũng xứng đáng được đánh giá là siêu phẩm rồi, đúng không ạ? Tăng 300% cũng được đánh giá là siêu phẩm. Thì Nam Kim hiện tại, Nam Kim là trong tuần vừa rồi đánh dã man tàn bạo luôn, từ vùng 6.2 và đánh về vùng 7.11 không ngừng nghỉ luôn, với một cái lực cầu liên tục mạnh đánh như thế này. Thế thì sau những cái vị thế mua xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chờ cho Nam Kim chỉnh, chắc chắn là sẽ chỉnh chứ không thể là chạy hùng hổ như thế được đâu, các anh chị yên tâm. Nó sẽ chỉnh lại về nền, bởi vì trong giai đoạn này là Nam Kim đang trong quá trình chuyển pha xu thế. Và chuyển pha xu thế thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta chờ những cái vị thế chúng ta mua gom rất là đẹp luôn. Các anh chị cứ tin Hùng đi. Với những cái phiên đánh đã mua 5 ngày trước rồi thì chúng ta sẽ chờ chỉnh lại, nó lại chỉnh lại mà, nó lại quang cuột lại. Quang cuột lại xong thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm nó hợp lý hơn. Và sau Nam Kim thì sẽ đến TLH. Hiện tại thì là chúng ta sẽ đang quan sát thôi. Hàng không thì VDC đã phân tích, chúng ta kiểm tra xem HVN xem. HVN thì chưa có gì đó. Chạm về đây rũ lại về nền 34. Về nền 34 lại tích lũy trở lại, xem là có vượt. Nếu mà đâm thủng được cái vùng này thì sẽ đi tiếp, nếu không đâm thủng được thì lại trả lại thôi. Đấy, cổ phiếu nó là như vậy. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ nói đến VGI. VGI thì VGI đã có một cái phiên kéo mạnh ở đây, bởi vì trong cái phân tích định lượng của Hùng Lê là Hùng Lê quan điểm là VGI vẫn giảm giá. Thì không biết cái động lực mà nó kéo ở cái phiên này nó như thế nào, kéo lên để xả hay là kéo lên để đi tiếp. Thì bây giờ kéo lên để đi tiếp có nghĩa là VGI nó sẽ không bị gãy ở đây này. Kéo lên để đi tiếp tức là VGI sẽ không bị gãy nền 25. Nền 25 thì sang tuần sẽ quan sát tiếp, nếu như nền 25 này mà nó không bị gãy thì như vậy là khả năng cao là VGI đã tạo nền ở cái nền tạo đáy ở cái nền 24, nhưng ngược lại cái nền 25 này bị gãy tiếp thì như vậy là VGI sẽ tiếp tục kênh xu thế giảm, và trong cái góc nhìn của cá nhân Hùng Lê thôi nhé các anh chị nhé, cá nhân Hùng Lê thì Hùng Lê đang nghĩ là VGI ở vùng 20 hợp lý, 20 hợp lý hơn chứ còn cái vùng nền trên này chưa hợp lý. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để chúng ta có được những cái định lượng tiếp theo. Thủy sản thì chúng ta sẽ nói đến DHC. DHC thì sao? DHC thì đã hơi xấu nhỉ, cái này là hơi xấu đấy. DHC thì đã có một cái nhịp chốt khá là mạnh. Thì bản thân ở trong tuần trước, những phân tích định lượng trong tuần trước, tức là khi mà DHC mua vượt vùng 40 thì chúng ta mua thì đã chạm được đến về vùng 44, tức là cũng gần như chạm được cái mục target khá là mạnh. Thì DHC đã có những cái nhịp chỉnh giảm. Thì đây là một nhịp phân phối giảm, thì DHC đã chạm lại cái vùng đây này, chạm lại vùng hỗ trợ vùng 38. Khả năng thì với một cái lực đang chốt mạnh như thế này thì khả năng cổ phiếu này sẽ chỉnh chạm về vùng 38, vùng 44 rồi, chạm về vùng 38. Từ vùng 38 này tích lũy nền, và sau đó thì lại hồi phục tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong các phiên tiếp theo. Thì về cơ bản DHC cũng là một cái mã cổ phiếu mà đánh theo kênh sóng cũng khá là mạnh đấy, khá là mạnh. Ở ngành thủy điện thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu PVC. PVC cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đã khuyến nghị mua sau những cái nhịp rung rũ và những cái vùng ở vùng 26.5 ở đây. Thì về các bạn là cổ phiếu này vừa đánh vừa rũ, vừa đi vừa rũ. Đấy, đánh rất hay. Kéo lên này, rũ hết sạch sẽ này. Đấy, và sau đó lại kéo lên. Thì về các bạn là cái đích đến tiếp theo thì vùng giá 31 thôi, không có gì thay đổi. 31. KDC, KDC Thì đối với KDC cũng hoàn toàn tương tự như mã cổ phiếu C2, tức là ở cái giai đoạn này nó đang chuyển mình, và khi nó chuyển mình thì các anh chị cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ có những cái điểm mua, có những cái điểm hỗ trợ, và thậm chí là có thể là cổ phiếu nó sẽ rũ về tận nền luôn 19.17. Đó, có thể là sẽ rũ về nền luôn, nó rũ về nền xong đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm quan sát ở đây, không vội vàng thì chúng ta phải đu theo những cái điểm giá xanh cả. Đấy, hiện tại nó đang đi vào nền tích lũy này. Đó, thì có thể là nó sẽ chạm biên dưới của nó là vùng 18 đấy. Chúng ta không hề vội, chúng ta đua theo, rất nhiều những anh chị là đua theo những cái phiên ở trên này để làm gì, không làm gì cả. Yên tâm, cổ phiếu nó chưa chạy ngay được đâu. Nó sẽ có những cái điểm mà để cho chúng ta mua rất là dài. Cổ phiếu về ngành dược thì có DHG và Dược Hà Tây. Dược Hà Tây thì DHG thì Hùng đã phân tích rồi. Dược Hà Tây thì như thế nào? Dược Hà Tây thì vẫn giữ ở vùng giá 50. Nhưng với cái quan điểm của Hùng Lê thì khả năng là nên chỉnh về đâu đó vùng bao nhiêu 45.5 thì nó hợp lý hơn. Về đến vùng này thì tích lũy trở lại, thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đánh những cái sóng lớn. Sau những cái nhịp tăng rất là mạnh như này thì cổ phiếu cần phải chỉnh, và chúng ta sẽ canh những cái nhịp chỉnh nó sẽ chỉnh về đâu. Nó đạt những cái vùng giá hợp lý thì chúng ta sẽ mua lại, bởi vì là khi mà cổ phiếu đã vào những cái kênh sóng chung và dài hạn rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm. Hiện tại là Dược Hà Tây sẽ bị giảm, đang trên trend giảm, và giảm đây là giảm kỹ thuật. Ở khu công nghiệp thì chúng ta sẽ nói đến, ok, sẽ nói hết D2D. D2D thì như thế nào nhỉ? D2D thì đây, trong những cái kịch bản mà chúng ta phân tích định lượng thì khả năng là D2D đã có hình thành xong cái mô hình, và đây là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật, và quan điểm là sẽ chỉnh lại. Những cái điểm D2D bây giờ chúng ta cũng không nên vào nữa, nên không có cơ hội nữa. NTC thì cũng có thể đánh chạm lại vùng 190, xong đó thì hình thành cái mô hình ở đây hai đỉnh và sẽ tiếp tục chỉnh giảm. MIDV này thì nhìn ở trên biểu đồ đến tuần cho nó dễ. Em này thì chỉ ăn cổ tức thôi. Đánh thì đánh phập đánh phù, nhưng mà cơ bản là vẫn giữ được kênh sóng. Thanh khoản thấp. Các trụ Blue Chip: Vinamilk, BVH, Masan, MWG, PNG. Còn PNG chúng ta chưa phân tích, MWG thì đã phân tích rồi. Chúng ta sẽ nói đến PNG. Tại vì một số các anh chị em mà đang hỏi Hùng PNG rất là nhiều. Thì bản thân PNG là gì? Sau một cái nhịp tăng ở đây đúng không? Và chúng ta đã có những cái điểm dò tìm mục tiêu, giá mục tiêu. Hẳn các anh chị cứ xem lại những cái bản tin tuần trước nữa đi. Bây giờ là bản tin 82, 83 thì khoảng vùng 79, 80 gì đấy, là chúng ta đã dò tìm cái vùng giá mục tiêu của PNG ở vùng 78.5. Chạm 78.5 thì PNG có thể đánh chạm lại về vùng 88. Tuy nhiên là trước khi mà về 88 thì đây các anh chị có thể nhìn thấy ở vùng 86 phải xuyên thủng vùng 86 đã. Về cơ bản thì PNG là bây giờ những cái điểm trên này thì chúng ta sẽ không mua, chúng ta sẽ canh chốt, và nó sẽ lên và nó sẽ chỉnh, và chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo. Và PNG thì Hùng đánh giá rằng PNG cũng có thể là chúng ta sẽ xem xét ở trên một góc độ kênh xu thế chung và dài hạn của PNG. Đó, có thể xét ở trên kênh xu thế này được, và trong cái nhịp này thì sau một cái nhịp tăng lên thì PNG có thể chỉnh lại nhé, có thể chỉnh lại vùng 82. Sẽ test lại cung cầu một tí tẹo ở vùng 82 này, và từ vùng 82 này nếu như không bị gãy, sau khi test cung cầu không bị gãy đây thì PNG có thể sẽ tiếp tục hồi phục đi về vùng 86 và vùng 88. Và đây là những cái kịch bản Hùng đang vẽ trước thôi, nhưng mà chúng ta cần phải quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, và kỳ vọng ở trong nhịp này thì PNG vẫn có thể đánh chạm vùng 100, đánh chạm vùng 100. Tuy nhiên để lên được vùng 100 thì chúng ta sẽ phân tích hàng tuần, chứ không phải là một mạch là như thế là cổ phiếu nó sẽ lên được đâu. Chúng ta nói đến hai mã cổ phiếu về đầu ngành về công nghệ, FPT và DGW. Thì đối với FPT, cơ bản là trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì chúng ta có một cái điểm ở đây là điểm 53.5, gần như là cái điểm hỗ trợ cuối cùng của cổ phiếu. Thì gặp về đây thì FPT không gãy và đang lấy lại ở vùng 50, tích lũy ở vùng 56 đến vùng 57 khá là thuyết phục. Tín hiệu hồi thì đã có, tín hiệu hồi đã có, tuy nhiên tín hiệu dòng tiền thì nó chưa có. Chính vì vậy nên là để mà cổ phiếu này hồi phục lại được cái vùng đỉnh cũ 60 thì chúng ta cần phải có những phiên mà dòng tiền phải đánh vào khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu, thì lúc đó cái cơ hội mà hồi phục lại vùng 60 nó sẽ còn. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền đang hơi là yếu, nên chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải hết sức thận trọng trong cái việc là chúng ta bắt thì chúng ta bắt FPT thì chúng ta cũng phải cần lưu ý, tức là nếu mà có những cái nhịp mà cổ phiếu này quay trở lại rũ lại nền thì như vậy là chúng ta cũng phải ra hàng ngay, tránh trường hợp của chúng ta sẽ bị ôm hàng lại. DGW cũng là một cái mã cổ phiếu mà với những cái góc nhìn, với những quan điểm của Hùng Lê thì nó có thể đánh theo những cái sóng dài. Một cái nhịp phân tích ở bên này về đến vùng target 26 đã hoàn thành, và sau khi về đến đây thì chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 23 đến vùng giá 23.5, thậm chí có một cái điểm sâu hơn, kịch bản xấu hơn có thể sẽ là vùng 22. Đấy là những cái hướng mà để chúng ta đưa chúng ta có một cái bức tranh tổng thể nhất, để chúng ta có thể gọi là trước khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể hình dung được những cái kịch bản mà cổ phiếu này có thể diễn ra. Đó, ví dụ như vậy. Thì có thể vùng 23 chúng ta mua một ít, đúng không? Vùng 22.5 rồi vùng 22 đó chúng ta chia nhỏ các điểm mua ra như vậy. Ok, sẽ rất là an toàn các anh chị. Nhựa thì có BMP và nhựa Tiền Phong, thì đây là hai mã cổ phiếu hàng đầu về ngành nhựa, thì chúng ta cũng đưa vào cái danh mục để chúng ta có thể đánh ở một cái kênh xu thế chung và dài hạn đối với mã cổ phiếu này. Mía đường STB thì chúng ta sẽ thôi, chúng ta sẽ không phân tích. Và bây giờ một cái chủ đề khá là hot đấy là đầu cơ. Thì đầu cơ là gì? Đầu cơ là những cái mã cổ phiếu mà nó tăng rất nhanh và nó giảm rất là nhanh. Đầu cơ là những cái mã cổ phiếu nó thường nó mang cái tính chất đó là hàng penny, tức là mệnh giá thấp, khoảng mệnh giá dưới 5, 4 năm thì đó thì được gọi là hàng đầu cơ. Và hàng đầu cơ thì thường là cái tạo lập đánh của hàng đầu cơ nó sẽ nằm ở trong những cái đội nhóm đội lái, thì đấy là một số các cái yếu tố của hàng đầu cơ. Vậy thì để tham gia hàng đầu cơ thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải rất hiểu về cái tư duy hành vi của đội nhóm đội lái đó. Đội nhóm đội lái đấy nó có tốt không, nó đánh như thế nào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ phải có cái nền tảng về phân tích kỹ thuật tốt, tức là tại thời điểm nào thì chúng ta sẽ nhảy vào cùng với đội nhóm đội lái và thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải ra đó, đúng không? Chúng ta phải ra. Ví dụ như đây, ví dụ như Hùng nói một cái điều nó khá là đơn giản đối với mã cổ phiếu đầu cơ, gần như cổ phiếu 2 nhé. Hùng đã phân tích cổ phiếu 2, các anh chị xem lại 2 xem nào. Bây giờ nếu mà tính đến cổ phiếu 2, tức là 11 tháng, 1 tháng này, 2 này. Đó, tức là 1 tháng trước tất cả những cái điểm mua mình đã gần như là đã có những cái điểm mua. Xem VMA để có nhận định chính xác các động thái. Đấy. (16 ngày trước này, chủ động đây, tức là 16 ngày trước là 2 tuần trước anh, đúng không? 2 tuần trước là đã chủ động một ít cái tham chiếu ở vùng 2.32, tức là cách đây 2 tuần. Nói là đầu cơ, nhưng chúng ta sẽ có những cái cách mà phân tích đây. Từ những cái vùng 2.32 ở đâu đây này, đấy 2.4, 2.32 đâu ở cái vùng này này đó. Thì chúng ta thấy rằng là từ vùng 2.3 đi, 2.3 mà bây giờ 3.86 thì chúng ta thấy rằng là cái hàng đầu cơ nó chạy như nào. Tức là chúng ta có những cái cách để chúng ta theo, nhưng mà không phải là mua ở thời điểm này, không phải mua ở những đây mà chúng ta chọn ở những đây, và chúng ta chỉ ăn một nhịp thôi. Đó, chúng ta chỉ ăn một cái nhịp của đầu cơ thôi. Đó, ví dụ bây giờ nó chạm về 4, thì nó phải chỉnh. Chắc chắn là cổ phiếu này nó phải rũ về đâu? Thì đấy, rũ về những cái điểm mà chúng ta sẽ tìm được thấy những cái điểm đó. Các anh chị yên tâm là như thế. Cái cách đánh hàng đầu cơ, chúng ta có hàng đầu cơ hay là cổ phiếu AMD, đúng không? Bản thân như AMD thì Hùng cũng đã có những cái phân tích và khuyến nghị các anh chị mua thôi, không sao cả. Nhưng mà bao giờ Hùng cũng sẽ có những cái khuyến nghị rất chuẩn các anh chị nhé. Đây là mẫu cổ phiếu đầu cơ, tức là đầu tư khác, đầu cơ khác, và AMD đã có hai phiên rũ hàng này. Đó, lấp lại gap 1 vào sóng này, cản ngắn 2.2 đích đến này. Đó, vào sóng tức là đến cái vùng 1.9. Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng là AMD chiến đấu được rồi, vào sóng rồi. Đó, những cái vùng 1.9, vùng 2 đây. Và bản thân là vùng 1.95 thì hình như là cái này là phân tích tuần trước này. Đó, tuần trước là đã có những phân tích rồi. Và rõ ràng một điều là kể cả là những anh chị nào mà tuần trước mua ở đây T0, T1, T2, T3, T4, thứ 6 bán thoải mái. Đó, vậy như vậy là chúng ta khi mà chúng ta có những cái phân tích định lượng rồi thì chúng ta sẽ rất là yên tâm. Đó, rất là yên tâm. Khả năng thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị là bán ở trong cái phiên trần, ở trong cái phiên ngày thứ 5 rồi. Không ngờ phiên thứ 6 nó lại kéo trần tiếp. Thế thì cái động thái kéo trần tiếp này thì đây, cái mũi tên Hùng vẽ đây là có hai target. Target 1 là vùng khoảng vùng 2.5 và target 2 là vùng 3. Thì như vậy là target 2.5 thì nó kéo qua rồi thì khả năng là sẽ kéo đến vùng 3 mới chỉnh. Và khi kéo đến vùng 3 chỉnh, khi kéo đến vùng 3 chỉnh, đúng không ạ? Chỉnh xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua thôi. Không sao cả. Đầu cơ thì chúng ta sẽ có những cái cách phân tích của đầu cơ, tức là có thể kéo về một cái vùng lưng chừng đây và sau đó nó sẽ chỉnh lại. Chỉnh lại thì đẹp nhất 2.2. Vậy thôi, đơn giản như vậy, chúng ta sẽ quan sát ở vùng 2.2 xem như nào. Đó, thì đầu cơ là như vậy. Đối với 2 thì đối với 2 cũng là một cái mã cổ phiếu mà gần như nó cũng đã vào những cái chen sóng rất là đẹp. Có thể đánh về 4 thì nó chỉnh về 3. Đó. Và về đến vùng 3 thì chúng ta sẽ xem tạo lập ở đây như thế nào để chúng ta có thể mua. Bản thân 2 thì Hùng đánh giá rằng là 2 đã vào những cái kênh sóng anh chị nhé. Tức là nó sẽ tăng theo những cái biểu đồ đến tuần rất là dài. Tăng theo những cái biểu đồ đến tuần rất là dài. Bản thân 2 bây giờ đang đánh như này, nó chưa có vị gì cả. Nó chỉ mới là bước khởi động của cổ phiếu 2 thôi. Sau đó nó sẽ có những cái cổ phiếu nước rút, và thậm chí là từ cái vùng giá 3 này Hùng đã có những cái tiên lượng khả năng 2 nó sẽ đánh về đến những cái vùng đây là vùng 7.75 đến vùng 8, tức là còn một cái lực tăng rất là dài đối với mã cổ phiếu đầu cơ 2 này, AMD này. Hút thì hiện tại là bây giờ chưa có gì, hút đang là trong chuyển mình thôi, trong một cái nền tích lũy đi ngang. Vùng giá gom mục tiêu 2.2 đối với hút trong một kênh xu thế chung và dài hạn. TCH thì sao? Đó, TCH này, Hùng sẽ cho các anh chị thấy những cái mã cổ phiếu về đầu cơ. Nó là đầu cơ nhưng mà chúng ta đi, chúng ta nắm giữ được những cái đường đi của nó. TCH thì gần như hết cơ hội rồi. Ở trong cái bản tin tuần trước thì Hùng có đánh giá một cái việc là TCH có thể kéo một cái nhịp nữa, chạm vùng 30, và từ vùng 30 này thì nên rũ. Đấy, từ vùng 30 này thì nên rũ lại, và khả năng thì nó cũng rũ thôi, cơ bản là rũ thôi. TCH cũng là một cái mã cổ phiếu đầu cơ rất là mạnh. Đấy, các anh chị nhìn thấy những cái điểm nó đi nhá, nó đi rất là nhanh luôn. Đấy, tăng dốc luôn, và đây cũng là một cái điểm tăng dốc của nó. Đấy là hàng đầu cơ. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu TSC. TSC thì đã phân tích khi TSC có những cái điểm mua ở đây các anh chị nhé. Bản thân trong tuần trước là Hùng đã có phân tích mã cổ phiếu TSC rồi, vùng 2.4 đến vùng 2.5. Còn bây giờ nó lên đến vùng 3 chấm mấy rồi thì nó gần như nó không còn cơ hội nữa, và có thể là nó sẽ kéo về một nhịp 3.5. Đây, từ vùng chúng ta phân tích ở đây thì nó sẽ kéo một nhịp 3.5 và sau đó thì nó sẽ rũ, nó sẽ xả hàng. Đó, vậy thì đầu cơ thì vẫn là đầu cơ đúng không ạ? Nhưng chúng ta vẫn có cách để chúng ta nhìn nhận cái hàng đầu cơ ở những cái góc độ kỹ thuật. TIG thì chưa tăng mạnh được ngay đâu. TIG không phải là con mã TGG mới là đấy. Đó, chúng ta nhìn thấy là TG này. Đấy, từ những cái vùng 3 chúng ta liên tục phân tích và đến bây giờ thì nó đã chạm về đến vùng 7. Và vùng 7 này thì nó đang có những cái nhịp kéo rũ, nhưng mà về cơ bản là về đến vùng 7 là gần như hết rồi. Có thể là kéo lên đến một cái vùng 8 này. Đây thì cái vòng cung này là chính là cái vòng cung mà chúng ta vẽ để chúng ta định lượng, tức là có thể nó kéo view lên một phát này và sau đây nó chỉnh giảm. Về cơ bản là nhịp này thì Nhịp này thì là coi như là xu thế là chốt lời rồi. Xu thế chốt lời rồi, có thể có những cái nhịp kéo quanh cột ở đây. Và nhịp này thì nên chỉnh giảm về khoảng vùng 5 thì nó đẹp, về đến vùng 5 thì nó lại có cơ hội với chúng ta thôi. Chúng ta cứ kiên nhẫn, nếu nó không về thôi. Đấy, nếu nó về thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta chiến đấu. TG, BCG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng nó sẽ có những cái kênh sóng. Và hiện tại cái vùng giá mục tiêu, cái vùng giá mục tiêu đang vùng 7.8 để gom anh chị nhé. Nếu gãy 7.8 thì thôi, chúng ta chấp nhận, đấy là cái tư duy của chúng ta bị sai. Nếu không gãy 7.8 thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sau một cái nền này và TG sẽ tiếp tục đánh lên, BCG. Bởi vì BCG cũng là một cái mã cổ phiếu mà khi đánh thì cũng tương bừng, các anh chị lưu ý cũng rất là tương bừng đối với mã cổ phiếu này. Mã cổ phiếu chúng ta nên nốt lại để chúng ta có thể quan sát. ASM thì hiện tại là bây giờ Hùng đang hướng các anh chị vào diện quan sát các anh chị nhé. ASM bây giờ chưa tăng mạnh được ngay đâu. ASM là đã có một thằng này cũng là thằng siêu cao thủ đầu cơ đây này. Nếu mà các anh chị không cẩn thận là há hốc mồm với nó luôn, trật nhịp với nó là các anh chị ăn đủ với nó luôn, không có gì phải vội vàng cả. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Trật nhịp với nó là ăn phải những cái điểm này, ăn phải những cái điểm này, ăn phải những cái điểm này là ăn đủ với nó luôn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì đã đến lúc là chúng ta bắt đầu tính toán đến việc là chúng ta cày cuốc cái thằng này rồi. Thì cày cuốc ở trên góc độ nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ 7 này. 7 là cái vùng kháng cự dài này. Và cũng có thể coi cái nền tích lũy của cổ phiếu này ở quanh cái nền gọi là nền 5.5 đến nền 7 là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là hiện tại ở đây chúng ta sẽ có một cái biên trung bình của nó là khoảng vùng 6.2. Đó, cái biên trung bình này chính là cái điểm mà chúng ta sẽ mở các cái điểm mua gom mục tiêu, tức là ví dụ 10%, ví dụ như vậy. Tại vùng 6 đến vùng 6.2 chúng ta sẽ mua gom để chúng ta đón chờ một cái kênh xu thế mới. Kênh xu thế mới của ông này, ông Mãnh này. Ông Mãnh này là ông đánh cũng chỉ cần trật nhịp một phát là chết luôn. Hàng đầu cơ là chúng ta phải rất thận trọng với nó. Vùng 6.2. Ok, khuyến nghị các anh chị vùng 6 đến 6.2 ASM mua. Canh những nhịp ở đây. Ở đây là có những cái điểm đánh lên này, điểm đánh rũ này, và đây dòng tiền hút trở lại này. Ok, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đấy. Và nếu nói tổng thể hơn là đây là một cái nhịp đánh hút lên dòng tiền của ASM rồi. Đó, và nhịp rũ gần như nó đã rũ xong rồi. Đấy, đến thời điểm này khẳng định là gần như đã rũ xong rồi. Thì chúng ta bắt đầu, đây là nhịp rũ của nó, rũ đi, rũ về đây rồi. Và bây giờ tiếp tục là một nhịp kéo lên của nó. Đó, thì bây giờ là cái nhịp mà chúng ta bắt đầu cày cuốc được. Phiên ngày thứ hai tuần tới các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, ASM có thể canh mua. ASM, đây là QS nhưng mà từ QS rồi, QS thì chúng ta đã QS từ lâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mua. AMD thì Hùng đã phân tích rồi, feed, đó chúng ta sẽ xem feed nhé, để chúng ta thấy được là các anh chị đừng có quay lưng lại với hàng đầu cơ. Hàng đầu cơ của chúng ta nó có những cái hay của hàng đầu cơ. Bản thân feed là cái mã cổ phiếu Hùng đã nói rất là dài rồi, tức là Hùng đã cho các anh chị view lại lịch sử của feed, tức là feed đã có những lịch sử đánh khoảng tầm 2 tuần, 12 tuần tăng. Từ cái điểm này đến 12 tuần tăng, đúng không? 12 tuần tăng liên tiếp của feed và đánh từ vùng 4 lên vùng 12, tức là cũng nhân 3 luôn. Thì khi feed ở những cái thời điểm này thì Hùng cũng đã có tính tuần cho các anh chị, 1 tuần, 2 tuần mới có 3 tuần thôi. Feed mới chỉ có tăng có 3 tuần thôi, vậy thì đang còn khoảng đâu đó 9 tuần nữa thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi đâu về đâu? Nói như vậy thì cũng không phải là khuyến khích các anh chị mua tại thời điểm này, bởi vì gần như khi feed đã có những cái nước chạy nước rút thì chúng ta sẽ phải có những cái cách để chúng ta đấy, anh chị nhìn thấy nhá. Rũ này, xong đấy kéo lên luôn, rũ, đấy, rũ rất nhẹ nhàng luôn và kéo lên luôn. Đó. Và cái việc đây này, ở cái nhịp này thì Hùng đã có phân tích này, có thể kéo lên rũ một tí nữa đây, tức là rũ về vùng 5.5. Đó, về vùng 5.5 và sau đó thì từ vùng 5.5 này thì feed sẽ kéo về vùng 8. Kéo chạm 8. Feed kéo chạm 8 đấy anh chị nhé, kéo chạm 8. Chạm 8 rồi thì khả năng sẽ rũ. Đó, sẽ rũ về 7 hay là sâu hơn tí thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Đó, hàng đầu cơ đấy, nhưng mà rõ ràng một điều là đôi lúc chúng ta tham gia những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt mãi nó không chịu lên, nhưng hàng đầu cơ nó có những cái nhịp tăng. Và feed thì lịch sử đã có những phiên đánh 12 tuần và hiện tại thì bây giờ mới được có 3 tuần thôi. Đấy là những cái góc nhìn. Và bản thân khi Hùng Lê phân tích thì Hùng có, tức là hàng đầu cơ rất nhiều mã, nhưng mà Hùng đã có chắt lọc và lựa chọn ra những cái mã cổ phiếu đầu cơ cơ bản nhất để đưa đến những cái góc nhìn tốt nhất cho các anh chị nhà đầu tư. IDG thì khả năng không phân tích cái thằng này, phân tích cái thằng GTN hay hơn. GTN cũng là một cái tạo lập của đầu cơ, đây đánh lên một phát view. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì GTN lại tiếp tục có một cái động thái là tiếp tục đang có những cái động thái để kéo lên. Kéo lên như thế này thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, chúng ta không đi đâu mà vội mà vàng mà gấp phải đá mà quàng phải dây. Nó chưa chạy ngay được đâu. Vùng 20 khả năng thì nó sẽ có những cái điểm test tích lũy và những cái điểm cân lại cung cầu vùng 20. Và vùng 20 chính là cái vùng mà dành cho các tín đồ đầu cơ, các anh chị canh ở vùng 20 hoặc trên 20 một tí. Nói chung là như vậy. Và từ vùng này thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng bắt đầu sang một cái điểm đánh mới của cái thằng em này. Thằng em này nó đánh cũng kinh đấy. Và chúng ta xem ở trên đến tuần xem nào. Đó, hay đấy. Thằng em này đánh cũng hay đấy. Bởi vì là bây giờ như thế này, cái vùng trên đến tuần thì chúng ta có thể đây là cái vùng kháng cự 24, là cái vùng kháng cự cao nhất. Vùng kháng cự 22 là vùng kháng cự tiếp theo. Và gần như là nếu như cổ phiếu này mà nó đánh bật được qua những cái vùng đó thì cũng gần như là gọi là không còn gì để mất. Không còn gì để mất, giống như ông Triều Tiên ấy, không còn gì để mất. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy như thế này để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn. Cái giai đoạn từ đây đến đây là giai đoạn mà tay to gom hàng. Gom hàng xong rồi thì kệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sau một quá trình này xong thì Hùng Lê đánh giá rằng cái kịch bản mà sẽ đánh vượt thoát là cao. Đó là dự báo các anh chị nhá. Nhưng nếu mà kịch bản mà nó bị gãy cái nền này, gãy cái nền 18, gãy cái nền 18 thì thôi cũng chào em ấy. Còn nếu mà em ấy chỉnh về vùng 20, tích lũy lại được và có những cái động thái vượt thoát đi lên thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái kênh xu thế mới của GTN. Thằng GTN này đánh cũng rất là phũ phàng luôn, nhưng mà không sao cả, phũ phàng ta có cách của phũ phàng. HHS thì sao? HHS thì nó cũng là một cái dạng mẫu hình cổ phiếu đầu cơ. Thì về cơ bản hiện tại là Hùng đang quan sát thấy là cũng có thể chén được rồi. Chén được rồi, cơ bản là chén được rồi. Vậy thì sẽ chén như thế nào? Tức là đây Hùng đã có vẽ sẵn đây cho các anh chị rồi, vùng 3 đến 3.1. Đừng có dại mà đu theo những phiên xanh này. Chúng ta dò tìm điểm mua là vùng 3.1 các anh chị nhé, 3.1 đến 3. Tại vùng này thì các anh chị có thể đặt lệnh mua chờ thòng ở đây, mua chờ ở đây. Và khi chúng ta mua được rồi thì chúng ta sẽ chờ thôi, sẽ chờ. Và có thể HSS ở trong nhịp này thì đánh từ cái vùng này. Những cái điểm đánh rũ là gần như cũng đã xong rồi. Ngắn hạn thì sẽ chạm vùng 3.6. 3.1 đến 3.6 là được bao nhiêu nhỉ? 3.1 đến 3.6 nó được 0.5 đi nhỉ, 0.5 mà chia cho 3.1. Đó cũng được gần 15-16% các anh chị ạ. Nhìn nó bé bé thế này thôi, nhưng mà 15-16% của cái thằng blue chip, ví dụ như Vietcombank mới chạy được khoảng tầm 15% là cũng vật vã mồ hôi thôi. Nhưng mà đối với hàng đầu cơ thì nó chạy rất là nhanh. Từ vùng 2.8 này đánh về vùng 3.4. Đấy là cũng 0.6, 0.6 trên 2.8 đấy. 0.6 trên 2.8, 0.6 trên 2.8 là cũng được 20%. Đấy, rất nhanh. Đối với hàng đầu cơ nó là như vậy. IDG à? IDG thì có phân tích cái thằng này không? Thôi thì đừng phân tích. IDG thì đến tuần. Ok. IDG thì đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy là tạo lập thì đang cố gắng, đang cái giai đoạn này là đang bắt đầu lình xình để đánh cái thằng này rồi. Đánh cái thằng này rồi, nhưng mà đây trên đến ngày thì chúng ta thấy rằng như nào? Hợp lý hay không hợp lý thì đây này, cái vùng giá 6 này là dùng vùng hợp lý để mua này. Còn vùng 6 này mà chúng ta chưa mua được thì chúng ta chờ này, đó, chúng ta chờ. Chúng ta đừng có dại gì mà chúng ta mua vào những cái phiên đua xanh như này, chúng ta không vội vàng gì cả, cổ phiếu không đi đâu mà vội cả. Đó. Anh chị chờ nhá. Chờ đến vùng giá 6 mua. Mua rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những câu chuyện về cổ phiếu này. Cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà có những cái tạo lập nhất định ở đây và đang có những cái ý đồ để có thể hình thành. Đây là những cái điểm đầu tiên, để hình thành nên một cái mô hình mới, một cái kênh xu thế mới, và cái vùng kháng cự ở đây là khoảng quanh vùng 8, khoảng vùng 7.8, 7.9 thì nó là cái vùng kháng cự này chưa vượt qua, và cũng có thể xem ở đây là những cái bước đầu tiên của cái sự tạo nền của một kênh xu thế. Ok, một số các mã cổ phiếu khác thì về cơ bản thì chúng ta cũng không phân tích nhiều, phân tích mã cổ phiếu PTB này. PTB thì như thế nào? Phú Tài. Đó, thì Phú Tài là một cái mã cổ phiếu đánh kênh sóng dài, chính vì vậy nên là anh chị nhìn thấy chưa? Đi ngang thì đang có dò tìm những cái vùng mục tiêu ở đây, tức là vùng 72 không gãy này. Rồi có thể ở đây sẽ có thể là có những cái vùng 70, 71 gì đây. Và cái mục đích kỳ vọng thì Hùng vẫn kỳ vọng với những cái kênh đánh dài của mã này. Sau một cái quãng thời gian mất hút về dòng tiền không có, đúng không? Tín hiệu dòng tiền yếu, người mua không muốn mua, người bán không muốn bán, thì sẽ có những yếu tố tạo lập xuất hiện ở sau cái giai đoạn này đối với Phú Tài. Dabaco là một cái câu nói vui của Hùng, đấy là sao lợn chết mà cổ phiếu vẫn tăng. Thì bây giờ là lợn ngừng chết rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái diện thức ăn bán được nhiều hơn, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái việc là ông ấy sẽ hồi phục trở lại sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không ạ? Sau cơn mưa trời lại sáng, và cái biên tích lũy của Hùng đang vẽ ở đây có thể là vùng 22 đến khoảng vùng 23. Cái điểm trung bình ở đây là khoảng vùng 22.5. đấy, chúng ta có cần thiết phải mua ở vùng 26 đâu, cổ phiếu vẫn còn đấy ạ. Và thậm chí là điểm mua 22.5, và chúng ta có những cái điểm mua tốt hơn này, những điểm mua tốt hơn ở khoảng vùng 21.3. đó, những cái điểm mua tốt hơn ở dưới này nữa. Vậy thì chúng ta chia nhỏ ra để chúng ta chờ đón một cái kênh xu thế mới. Hiện tại thì cũng đang chuyển mình thôi, và chúng ta sẽ chờ cái sự chuyển mình này, đúng không? Chúng ta sẽ chờ cái chuyển mình này, và đây là những cái điểm mà chúng ta đang đón đầu một cái kênh xu thế mới, kênh xu thế dài. CTI HT1. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Hà Tiên 1 đẹp chưa? Đấy, cứ túc tắc vùng hỗ trợ đây 14, thấy chưa? Bây giờ đã 15.45 rồi. Rất là nhẹ nhàng. Đấy. Chúng ta nó không có gì phải vội cả, đấy, thấy chưa? Về đến vùng này, đó, có chạm luôn, lại đánh về đây. Đánh về đây thì với em Hà Tiến 1 này thì em mới đi khá là chậm này. Nhưng mà cái bây giờ là em mới đang bị vướng cái vùng này, tức là khoảng vùng 16.5. 16.5 là cái vùng này là em mới vướng này, khả năng là chạm về đây thì em lại đập lại thôi. Đập lại, và nó sẽ đập lại ở một cái số điểm ở đây. Đối với quan điểm của Hùng Lê thì Hà Tiến 1 vẫn là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể tham gia đầu tư ở một cái góc độ chậm rãi, đó, đi chậm túc tắc, đấy, đi chậm túc tắc trên một cái kênh sóng. Và hiện tại thì đang chờ em mới lấy lại cái kênh sóng, và cũng có thể là kỳ vọng ở những cái nhịp là có thể đánh chạm lên đến vùng 25. Tuy nhiên đấy, có thể về đến 25 hay không thì Hùng sẽ có tiếp tục những cái phân tích tiếp theo, định lượng tiếp theo. Tuy nhiên là ở góc độ hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy rằng là em này cũng là một cái em mà đầu tư nhẹ nhàng. Đó. HVH và phân tích mã cổ phiếu DGC. HVH có gì không? Vẫn đi ngang DGC. Đối với DGC, đúng không ạ? DGC thì chắc chắn rằng là hẳn là tuần trước các anh chị đã được cùng Lê phân tích mã cổ phiếu này rồi. Thì DGC là như thế nào? Hiện tại là DGC đã chạm vùng hỗ trợ, đây là vùng 25. Biên tích lũy của DGC có thể sẽ là vùng 25 đến vùng 27.5. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Chúng ta có phải vội vàng để chúng ta mua ở những cái vùng 30, 32 này đâu. Hôm nay có giá 27 27.5 cho các anh chị mua, và thậm chí là có thể có giá ở đây 26.5, đúng kỹ thuật luôn, đúng cái vùng giá mà chúng ta yêu thích luôn. Đó, vậy thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị vùng 27.5 chúng ta canh mua một ít, vùng 26.5 chúng ta canh mua một ít, và khi hai điểm mua này xong thì chúng ta có thể có thêm những cái điểm mua ở đây này. Đó, tại sao chúng ta lại không cứ phải vội vàng thế nhỉ? Vùng 26, ví dụ vùng 26 và thậm chí là 25.6. Đó, về đến vùng này chúng ta mua một ít nữa. Đó, túc tắc như vậy thôi, có đi đâu đâu, không có gì phải vội cả. Và DGC chúng ta sẽ canh để chúng ta đánh một cái kênh bên này. Khả năng là những cái nhịp tạo nền ở đây, đối với quan điểm Hùng Lê, những cái nhịp tạo nền ở đây, đây là có một điểm tạo nền này, xong hút lên này, rũ hết này, và đây có một cái điểm tạo nền thứ hai ở đây, thì nó sẽ rất là an toàn rồi. Và chúng ta sẽ đón đầu DGC ở một kênh xu thế phía sau. Anh chị lưu ý, ở một kênh xu thế phía sau, tức là nó sẽ quăng cột ở đây, và sau đó thì nó sẽ có hình thành ở những cái góc bên này. Có thể hình thành được ở cái góc bên này, nó không phải là một ngày nó hình thành lên, mà nó có thể là một tuần nữa, 2 tuần nữa, hoặc có thể là 1 tháng nữa, ví dụ như vậy. Thì chúng ta luôn luôn có những cái định vị, luôn luôn có những cái định hướng trước để chúng ta luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Ok, như vậy là Hùng Lê đã vừa chia sẻ xong cái bản tin của tuần này. Chúng ta sẽ chờ đón một tuần mới ở trong một cái biên tích lũy của VN-Index của chúng ta. Đấy là VN-Index của chúng ta sẽ khả năng sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, và có thể sẽ có những cái phiên test lại vùng 960, và sau đó thì chúng ta tập trung những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích khuyến nghị đáng để đầu tư. Và thêm vào đó nữa là chúng ta lưu ý một điều là hợp đồng phái sinh. Thì Hùng Lê cũng mong muốn các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VVS để tham gia. Thứ nhất là room hỗ trợ chuyên sâu về cơ sở, ở trên này, để Hùng Lê có những cái phân tích và định lượng cho tất cả những anh chị em, của chúng ta là có những cái góc nhìn tốt nhất. Và thêm nữa là trong team của Hùng Lê thì có cả phái sinh. Các anh chị lưu ý, có cả phái sinh và có room lệnh phái sinh, các anh chị nhé. Bởi vì bây giờ trong cái, và thậm chí là còn có cả kho T0, thì Hùng sẽ là làm một cái bản video riêng để giới thiệu các anh chị về cái cách đánh T0 T0 ở bên cơ sở như thế nào. Đó, rất nhiều các cái team T0 thì mỗi một anh chị, tại vì bây giờ là do có những cái gói tư vấn mới và kho thế không, dẫn đến việc là bây giờ nó rất là nhiều room, đấy, không chat lệnh phái sinh. Thì đây là tất cả những cái tín hiệu về long hoặc short thì đã được các admin chat lên đây, và đây là những cái kênh thông tin tham khảo để cho các anh chị của chúng ta có được những cái chủ động trong cái quá trình channel lệnh. Và hàng tuần, hàng tháng thì sẽ có những cái bảng tổng kết lệnh ví dụ như vậy, để chúng ta có thể có được những cái định lượng tốt hơn. Ok, Hùng Lê xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong những bản tin tiếp theo.